Hello mọi người. Chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ chia sẻ cái cách làm design cho mùa Giáng sinh, nhưng mà mình không có làm giống như là làm bột bình thường nữa. Thì trong thời gian qua có nhiều nhiều chị kêu em yêu cầu em làm dipping cho móng ngắn á. Thì trong đó có chị Lan, là chị Lan là nhắn tin em thường xuyên luôn để chia sẻ mấy cái video làm tiếp. Thì hôm nay em sẽ làm trên tay chị Trisha. Có chị Trisha ở đây với em thì em sẽ làm trên móng ngắn rồi làm mấy cái design cho Giáng sinh nữa. Hai cô giáo Thùy Linh, chào mấy anh chị đang ở trên live nha. Mấy anh chị vào say hi với em nha, để cho em biết là mấy anh chị có ở trong đây. Và hôm nay thì em chị Trisha cũng sẽ nói về mấy cái câu hỏi mà thường gặp nhiều khán giả hỏi em đó. Thì những cái rắc rối mình thường hay gặp khi làm deep cho mấy người mới, và cái cách khắc phục của nó thì như thế nào, thì hôm nay em sẽ chia sẻ hết. Cho nên anh chị nào có câu hỏi gì thì cứ hỏi tự nhiên thoải mái, hỏi không có tốn tiền, không có ngại gì mà không hỏi. Nhưng mà trước tiên thì share video này ra giùm em nha mấy anh chị. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu em giũa cái tay chị Trisha. Thì bây giờ trên tay chị Trisha một bên em đã giũa rồi nè. Rồi bây giờ cái tay bên kia, cái này là móng thiệt của chị á. Được rồi, em dưỡng ra mấy tuần chị? Dưỡng chắc cũng cỡ 3 4 tuần hả? Thì nó mới dài ra được. Vậy thì hôm nay em sẽ làm, em sẽ để y như vậy đó, em chỉ giũa thôi để cho nó mịn. Nhưng mà mấy anh chị lưu ý nè, khi mà mình làm deep á là mình muốn giữ cho cái móng của khách người ta nó khỏe, cho nên mình giũa mình đừng có lấy cái giũa mà nó to quá. Cái đầu giũa giấy của mình á, đây nè, cái đầu giũa giấy thì thường nó có ba loại: một loại sần thiệt sần, nó gọi là gì, coarse, còn một loại medium và một loại mịn thiệt mịn. Thì ở đây em xài cái medium. Hai hai chị Sao tự nhiên cái phone em không thấy? Hai chị Oanh Trần, hai Hoa Lưu, hai Nguyễn Thị Dung, hai Tracy Lynn. Rồi, em xài cái đầu medium này nha. Thì cái này nó vừa thôi, nó không có làm mỏng móng người ta, hư móng người ta. Thì cái đó là cho móng móng điếp. Mình không có cần phải quá dày đâu, quá sần đâu. Cô Thùy Linh muốn hỏi 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 gì thì Linh muốn hỏi gì kìa, nó muốn hỏi gì thì Linh hỏi gì. Mấy anh chị muốn hỏi gì cho hỏi thoải mái luôn. Tracy is a hi baby. Hi Nina Tracy. Nguyễn. Say hi Nina. Anh Trần hỏi em biết Ngân khỏe không? Em khỏe chị Oanh, Còn ở thank đây rồi, you còn ở đây like là còn chị. khỏe. Rồi, bây giờ em sẽ giũa cái tay bên đây nhé. Thì mình giũa vẫn phải giũa trong cuticle người ta cho sát vào. Cái hộp này để đây để em biết nó là chính giữa. Giũa cuticle của người ta cho nó sạch. Hai Em xe phải quay xích quang tí xíu để cho nó đừng có bị niễn, chứ không thôi làm xong bộ móng là em niễn bên luôn. hỏi ngân là hỏi thoải mái này. Và ngày thứ ba là ngày mà em với chị Trisha sẽ tư vấn mấy anh chị về mấy cái nào mà kỹ thuật trong làm, trong mấy cái cách làm vẽ hay là làm bột, làm gel manicure, làm dip. Về phần kỹ thuật thì mấy anh chị có thể đặt câu hỏi với em chị Trisha thoải mái trong ngày thứ ba, thì tụi em sẽ trả lời cho mấy anh chị. Thì cũng nhiều khách hàng gọi vào lấy order cũng hỏi em trên phone nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà em cũng muốn để cho mấy anh chị giống như là để dành cái câu hỏi đó đó, tại vì hỏi riêng qua mình em trả lời thì có một người nghe, mà nhiều khi nhiều người gặp cái vấn đề tương tự chứ không phải là một người, cho nên em để em trả lời chung trên trên live luôn Hai để chị cho tất cả mọi người đều nghe. Cindy, Hai chị xin đi. hai chị khỏe khỏe ra đang ngồi đây live đây. Is Đang a Cindy rủ Mark? no Cindy Huỳnh Oh. à, đang rủ Ngân mai mua vé số trúng số mấy trăm triệu rồi, xong cái hai chị mình bye bye New York. Xin nghỉ tuần lễ. Tuần lễ đi vacation. Ok Ngân, chị thấy là có nhiều người hỏi là tại sao deep mình là good.
Yeah, tại sao dripping là good? Thì cái câu hỏi này làm hầu như không phải là người người nail mình hỏi người nail mình nữa, mà là khách hàng họ cũng sẽ hỏi mình, thì mình phải trả lời làm sao để mà mình thuyết phục được khách hàng họ làm cái dip. Thì thông thường là cái dip nó không có hại móng, tại vì giống như em nói bây giờ ngay các cái phần giũa sần của mình á, mình cũng không có xài cái đầu quá sần nữa, mình cũng phải xài cái đầu mịn vậy nè để mình giũa thôi, thì cái móng của người ta nó sẽ không có bị mỏng nhiều. Rồi thứ hai nữa là khi mà đeo đó nó sẽ nhẹ nhàng, nó không có bị nặng giống như là bột. Nếu mà ai mà đeo dip với đeo bột thì sẽ thấy hai cái khác nhau. Rồi mình làm nó cũng tốt cho mình hơn nè. Nói chung là nó không có phải tiếp xúc với mấy cái liquid này kia nhiều quá đó. Thì cái đó là cho bản thân người nail thét mình gứa thôi. Còn customer thì mình cũng nói với họ là trong cái bột dip thì một số hãng nó có calcium, có cái canxi hả? Nói tiếng Việt đi cho dễ, nói tiếng Anh cũng làm khó em quá. Nó có canxi này kia trong đó, vitamin, thì nó cũng giúp cho cái móng người ta khỏe hơn. Chị Linh muốn bộ mới đẹp đi ăn Tết kìa. Cô giáo hả? Dạ, lần sau cô giáo qua làm tặng cho cô giáo một bộ để cho lên lớp luôn. Lên lớp là có một bộ tay đẹp luôn. Có thời gian không á? Cô giáo qua cô giáo chạy quá trời. Dạ, yeah, tháng 1 này có lớp Michael Bleeding bên Florida là ngày 20 mấy em quên 22. Rồi 22 là cỡ ngày 21 cô giáo bay qua là vừa. Để mình làm bộ tai để cho đẹp chuẩn bị lên lớp. Rồi chị nào mà có đi học lớp vào tháng đó thì cũng bay qua ngày 21 luôn nha. Em làm tặng trong bộ tai đi học luôn. Chị Kim Thúy nói hai bầu hai chị đẹp. Hai chị Kim Thúy. Biết luôn ha. Em sợ cái tên nó lắm, nghe cái tên gì mà nó nghe thấy là thấy xấu rồi đó. Ok, có phần lớn chị thấy có nhiều người hỏi vậy là nên tại sao cái top coat của thằng chipping nó sometimes nó không có được size, hoặc là cái brush đó, cái cọ nó bị khô, nó bị đứng cứng okay. Lại á. Cái phần size thì để tí xíu nữa em sẽ trả lời, tới cái lúc mà làm top coat em sẽ trả lời ha. Bây giờ cái phần mà nó bị cứng, cái bị cứng thì thường là do mình làm mà mình quét mà mình đè quá đó. Tí xíu nữa lúc mà em quét em sẽ chỉ cho mấy anh chị coi, lúc mà mình quét nước số 3 mà mình đè quá, sau lớp số 3 mà mình đè quá thì cái nước số 3 nó sẽ stick trong cây cọ thì nó sẽ bị cứng lại. Tí xíu nữa tới cái phần đó em sẽ nói chi tiết để cho mấy anh chị để ý luôn. Em đã mang tên đó 9 tháng hả? Không sao chị, em mang có 1 tháng cuối cùng hả? Rồi bây giờ em sẽ xài cái nước số 1. Cái này là nguyên cái dòng sản phẩm của bên sản phẩm dip loại chuẩn bị mới ra của Nail Job mình luôn nha. Thì nó sẽ đặc biệt hơn, nó sẽ có mấy cái chai đặc biệt hơn để cho mình làm nhanh đó. Nghe là Trisha là bậc thử mạng đó. 3 tuần sau mà lôi tay Trisha lên đẹp lắm, người biết là cái này sản phẩm này tốt không tốt không? Không phải thử mạng mà đã thử rồi. Bây giờ chuẩn bị đợi ra mắt thôi. Chị là người đầu tiên mà mở hàng đó. Được ra mắt luôn. Dạ, chị là người đầu tiên được mở hàng đó. Vì là phải cho tiền ship lên chứ không nó lên Facebook nó bêu réo là chết nữa. Mở hàng mà người mở hàng mà không cho tiền ship nhiều là coi như mệt với em đó nha. Rồi bây giờ là cái lớp nước số 1 mình đã xong rồi nè. Mọi người giúp Ngân với Trisha share cái video này nha. Tại dip bây giờ rất là đang thịnh hành. Mọi người có nhiều thắc mắc về dip lắm, và cũng còn nhiều người còn chưa biết cách làm đúng cách hay bị trục trặc nhiều. Cho nên share cái video này cho Ngân với Trisha để có thêm cái gì mình chia sẻ thêm kinh nghiệm ha. Dạ rồi. Rồi bây giờ cái nước đầu tiên em xài là gì vậy? Cái nước đầu tiên em xài là cái activator, chai số 1 của mình đó, để cho nó giống như nó khử mấy cái dầu trên móng nè. Rồi nó làm cho cái móng làm sao? Nó dưỡng cho cái móng nó không có bị khô quá đó. Rồi bây giờ em sẽ đi cái lớp số 2. Cái lớp số 2 thì thông thường á, đối với những cái hãng khác á, thì mình sẽ đi có khoảng 70% móng thôi. Nhưng mà của mình em đi hết nguyên móng luôn. Rồi. Lớp số 2 mình là gì, bond hả? Lớp số 2 của mình là base. Ok, base. Dạ. Yeah. Đây, lớp số 2 là base. Em sẽ đi nguyên cái móng luôn. Cái phần này em đi chậm chậm từ từ để mà mọi người có thể nhìn dễ nha.
Đừng thắc mắc là tại sao mà em làm bộ này lâu quá, làm bộ dip rất là nhanh. Rồi mình sẽ dip vào trong đây. Để đi đó, đi qua ngón khác. Mình sơn hết móng luôn nha. Cái này phải chụp hình cái tay người mẫu là mới được. Tay người mẫu này là dính nước sơn đỏ chứ không phải em cắt giảm áo đâu nha. Ông hồi ra rồi la sầm lên rồi đòi tiền lại, nói em cắt giảm áo đi. Nhớ nhớ đừng có sợ móng tay chị bắt tuổi chị ra ngoài nha. Không này không đòi tiền lại làm free đâu, dám đòi tiền lại đó. Rồi cái lớp đầu tiên của mình á, thì mấy anh chị đi cây cọ mình đè cho nó mạnh xuống để cho nó bám xuống á. Thì cái lớp base là cái lớp quan trọng lắm, từ trong treo cho tới treo cho tới dip cho tới bột đắp cũng vậy. Nếu mà có làm lớp B thì cái lớp B nó rất là quan trọng, cho nên mình tại sẽ chị đi. Thấy có nhiều người hỏi tại sao bị lip, bị hở rồi để xanh móng khách, cho nên khách nó không muốn làm chip hàng nữa. Thì do là cái giũa giũa silicone mình với lại cái lớp đầu tiên nó quan trọng đó đúng không? Dạ đúng rồi. Okay. Cái mà của dip mà để cho nó bị lip á là do cái phần giũa sần của mình có thể mình giũa sần không đủ, nó còn mấy cái lớp da đó, thì nó giống như lớp bột, khi mà mình còn da thì nó sẽ dễ chóc lắm. Rồi một hồi nữa khi mà mình làm cái nước số 4 nó, nếu mà mình sơn mà nó tràn vô cuticle thì nó cũng sẽ bị lip dễ nữa. Kim mình hỏi số 1 là bond hay activator? Đâu em nói lộn, số 1 là bond, activator là số 3. Như lớp đầu tiên em bỏ lên hồi nãy là cái gì? Bond. Bond, bond. Bond. Ok, good. Tại chị cũng nghĩ là bond. Thank you Kelly. Kelly nói ring đẹp quá. À. 10 năm chịu chịu đựng mới được cái nhẫn đó chị. Trời ơi, có ai chịu đựng 10 năm chứ không? Em nhiều khi em cũng phải nếu mà ai có cho chiếc đó cũng gán chịu 10 năm nha. Chọc chơi thôi chứ chiếc này là ở ngoài đây là nãy giờ mấy anh chị thấy em làm mắt em chối 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 làm không có được, bị chá phải ngồi niễn qua bên là tại vì chiếc nhẫn đó. Sao hai nhẫn này? Anh Hạnh Nguyễn nói bột nhúng giá bao nhiêu em? Dạ. Ở tiệm chị thì full set chị tính là 40. Full set thường á, chưa có sơn, chưa có làm màu, còn nếu màu thì 45. Thì nhìn qua chị tính 55, còn biết mấy người kia tính sao, tại vì còn giá cao á. Ừ. Dạ, thường bột dip mà full set mà móng mà cỡ móng chị chú xài là 40 đúng rồi. Rồi bây giờ trước khi mà mình qua lớp khác. Hello Vincent. Hi Vincent. Dạ không có gì chị Kim. Trước khi qua lớp khác em sẽ phủi cái lớp bụi này xuống. Rồi. Phủi bụi xuống để cho nó đừng có nhìn, nó đừng có tùm lum, với lại nó không có bám vào cái cọ của mình nhiều đó. Thường thường người ta bỏ cái lớp này người ta không có thèm phủi. Ừ, cho nên cây cọ cái chai số 2 mình dễ bị dơ là vậy, do không phủi. Rồi bây giờ em sẽ làm tới cái màu, thì chị xuất xà chỉ muốn làm hai màu, chơi hai màu blue luôn mới ghê nha. Đúng rồi Ti Lê ơi, nãy giờ là mình đang làm bột nhúng nha chị. Dạ cái này là cái màu blue mà chị xuất xà muốn ngày hôm nay đây, màu baby blue. Chi Chi Nguyễn hỏi tại sao mà base coat and top coat nó màu đặc lại vậy chị? Nó mau bị cứng đúng không? Là do em nói đó, khi mà mình sơn nó dễ mình sơn mà cái nước số số 3 ở số 4 đó, số 4 mà dễ bị cứng là do khi mà mình làm cái chai số 3, sau khi sơn số 3 xong mà mình đè cây cọ nhiều quá đó thì cái nước số 3 nó sẽ stick ở trong cái cây cọ, nó làm cây cọ bị cứng. Hai chị Sang, hai Hoàng Tư Võ, hai Kiệt Anh. Rồi, cái này là cái màu thứ hai chị Chuyết Xà muốn nè. Chào mọi người. Có nghĩa là lúc nào mình cũng làm cái lớp base trước để bảo vệ cái móng người ta. Dạ, tại vì cái màu mà làm màu thì em phải làm base trước, clear trước để cho nó không có bị ăn xuống đó. Giống như mình sơn treo cũng vậy á. Mình phải có clear. Mặc dù là một số hãng họ không cần cái clear, nhưng mà em thường em vẫn làm để cho bảo vệ cái móng của người ta. Hào Thị Nguyễn hỏi em dùng glue của SNS để làm bột chị được không? Dạ được. Rồi cái này là cái màu silver.
Tới Giáng sinh là không thể thiếu silver. Jenny ơi, lớp đầu tiên của Ngân mới vừa nhúng là lớp màu clear. Dạ, lớp đầu tiên là lớp clear thôi. Rồi bây giờ em sẽ làm cái màu hai màu này. Ủa, chị muốn làm ombre hay là chị muốn làm lẻ ngón ra? Tay chị nằm trong tay em muốn làm gì làm. Tay chị nằm trong tay em hả? Chị không dám ý kiến, không cho tiền với ý kiến. Em sợ móng chị em đuổi chị ra nữa, tội nghiệp chị. Vincent nói trời công nhận hai chị em giỏi ghê, tháng này hốt từ sáng tới tối mà vẫn có sức để loại. Nhờ hốt từ sáng tối hủy mùa liên vịt nhiều cho nên hăng. Cho nên hăng ấm háo lắm. Cỡ nào cũng like được hết á. Ok. Để em một tí nha. Tâm tô chân nào em muốn mua thì làm sao? Ok, tí xíu nữa sau khi xong á thì Ngân sẽ gửi cái link cho Tâm lên mua. Cái này tạm thời nó là pre-order nha, mình sẽ mọi có sớm trong cuối tháng này nha. Mọi người yêu cầu ombre nha. Out. Rồi Chi Nguyễn là dạ không, nước sơn nó bị đặc lại đó chị. Ok, chị Trisha đọc cái câu hỏi của mọi người giùm em cái nha. Em đi, cái cây em làm đổ cái chai chai số 2 lên tay em rồi, giờ nó dính tùm lum. Wow, cẩn thận nha. Khi mình mở cái chai là mình phải cẩn thận. Cái này nó dính như keo vậy đó. Hồng đầu. Ok, cho Ngân tạm thời đi rửa tay chút xíu. Anh Thành Lê cũng đòi làm ombre. Mọi người đòi ombre, ok vậy là Ngân sẽ làm ombre cho Trisha hôm nay ha. Có nhiều người hỏi là tại sao mà bột nhúng hay bị crack với lại bị chip. Thì nếu mình đắp, mình nhúng mà mình làm dày quá đó, nó cũng sẽ bị crack. And, để Duy Ngân đi clean cái tay bị keo năm số 2 nó dính vô tay rồi. Sorry mọi người nha. Mọi có thắc mắc câu hỏi gì không? Chứ ra đọc bây giờ cho. Ai cũng yêu cầu làm ombre hết em. Ok, mọi người yêu cầu gì em làm đó. Dạo này hậu đậu dễ sợ tay chân, chụp qua chụp lại cái làm đủ cái cây luôn. Làm cả ngày mệt rồi, tối là bắt đầu vừa quạng rồi. Giờ này là bị quán gà. Anh Thành với mọi người thả tim cho Ngân. Rồi. Jenny Nail nói em vẫn không hiểu tại sao. Vậy là em phải lấy con squan này ra để em làm cái ombre. Cọ bị cứng lại. Tại sao clean rồi mà cọ vẫn bị cứng lại? Cái cọ lúc nãy chị nói em vẫn chưa có hiểu. Khi mà mình quét sau khi lớp số 3 đó mà mình xài cái cọ mà mình đè xuống quá đó thì nó sẽ bị ăn cái nước số 3, nó sẽ bám vào trong cây cọ của mình, nó khô. Vậy là phải mua đóng cọ sơ cua hả? Dạ, khi mà mình mua thì mình có thể hỏi cái bên hãng họ cho mình cọ để dành. Rồi cái ombre thì em sẽ làm theo cách của em, là em xài cái cọ bỏ thì phí, khoái để dành, em để dành lại để giờ có đồ xài nè. Em sẽ làm ngón này là ombre. Cách mà để cây cỏ không bị cứng là mình đừng có nên đè quá nhiều, và mình phải vuốt cho lẹ chứ để lâu nó ra cái không khí hơi nó sẽ bị cứng hơn. Dạ. Yeah. Rồi em sẽ làm nguyên móng luôn nhé, vẫn là sơn nguyên móng. Vincent nói là quét cái lớp số 3 xong hơ quạt 1 phút. Sau đó chùi sạch móng bằng giấy hút ẩm thì cọ không bị hư. Rồi em sẽ rắc cái phần đầu trước nè. Chùi xuống. Rồi lấy cái phần đậm hơn rắc ở trên. Phải xoay cái tay người ta qua hai cái góc hai bên đó. Mọi người nhìn thấy rõ không? Không thấy rõ thì nói cho Ngân với Trisha biết nha.
Cái này là cách của làm của em thôi. Thì mình sẽ có một educator chuyên về deep để hướng dẫn cho mấy anh chị chi tiết hơn nữa. Tên Lisa, cảm ơn Lisa. Rồi em sẽ lấy hai cây cọ đi. Tại vì một màu lợt với một màu quá đậm đó, nếu mà mình làm vậy thì mình phủi xuống nó sẽ cực lắm. Em làm hai cây luôn thì nó sẽ ra dễ hơn cho mình. Rồi tới ngón này em vẫn sẽ sơn nguyên móng. Thì cũng có người thắc mắc, sẽ có người thắc mắc là tại sao mà lại sơn nguyên móng trong khi nhiều hãng họ lại chỉ giống như là mỗi một hãng thì có một kỹ thuật khác đó, thì là sơn 70%. Thì nếu mà khi mà mình sơn 70% á, rồi một hồi nữa thì cái chỗ mà phần bên dưới của mình, cái màu của nó sẽ đậm hơn là cái phần cuticle. Tại phần cuticle là mình làm sao đúng không? Nó sẽ ít cái bột hơn, nếu mà mình dũa nữa đó thì nó ra nó sẽ bị giống như là cuticle nhìn nó lợt hơn rất là nhiều. Cái này em phủi xuống. Mình sẽ làm thêm một lớp nữa nhé. Rồi. Em phải kéo tay cho chút xa sát lại đi. Cái màu cho chút xa, chọn cái màu xanh nó hơi lợt. Màu xanh đầu móng á chị. Cho nên là mình sẽ thấy cái màu xanh đậm nhiều hơn. Chị tưởng em làm màu đậm bên ngoài, màu lợt ở trong. Sao chị đưa cho em cái hình, chị nói là chị muốn làm cái màu màu đậm bên trong. Khách không có biết thì mình phải hướng dẫn cho khách. Khách đồng ý là khách trả tiền, nhưng mà thấy không đẹp hướng dẫn cho khách. Nhưng mà khách hàng, nếu mà khách hàng không biết, giống như là nếu như khách hàng bước vào tiệm nó I don't know what I want, do whatever you want, thì cái đó lúc đó thì em sẽ hướng dẫn cho khách. Cái này khách vô móc tấm hình ra đưa cho em mà chị muốn y chang như vậy, làm sao em hướng dẫn được nữa. Trời, hướng dẫn nữa rồi bắt đầu khách này kiếm chuyện, không trả tiền là chứ đâu. Vi Nguyễn hỏi bột hiệu gì vậy chị? Dạ, cái này là của bên Nail Chef chị. Cái này mình gọi là bột tên của nó là 4Deep. Thì gọi là 4Deep là mình có thể mình làm được 4 kỹ thuật luôn. Mình Deep, chính của nó là Deep nè, Đắp nè, vẽ 3D nè, và Ombre. Vincent giải thích rất là hay. Cái nước số 3 là nước làm khô cứng, vì vậy sau khi quét nước số 3 xong, nếu móng còn ướt mà quét cái top lên thì nó sẽ làm cái cọ top khô, đóng cục và hư rất nhanh. Thank you Vincent. Dạ đúng rồi, và khi quét nước số 4 thì mình cũng nên nhẹ tay, nếu mà mình đè mạnh quá thì nó cũng sẽ làm khô nữa. Rồi, em sẽ để nó nằm ở đó, đi qua ngón khác đi. Jenny nói nếu mà làm đậm ở dưới đầu móng sẽ đẹp hơn. I know, em chỉ cái hình, em chỉ cái hình, đang làm theo vậy. Khổ lắm, em phải làm theo yêu cầu của khách nữa đó. Thấy chưa, có người làm chứng cho chị nữa, hồi nãy khách nói là tùy theo Ngân làm, thấy chưa? Thank you chị Vân Thu Trường. Chị Vân ơi, tí xíu nữa sau khi xong đó, em sẽ cho chị Vân coi cái hình mà chị Chuối Xà đưa cho em khi mà mới bước vào đây. Chị muốn, hồi nãy là em định làm màu nude với màu đỏ đó chị. Chị Chuối Xà nói không, em chị muốn hai màu blue. Chị muốn màu xanh lợt và xanh đậm, và trong cái hình là màu xanh lợt ngoài đầu móng. Nhưng mà chị cho nó là tùy em mà. Oan ức quá. Đó, bây giờ mình mới là người Việt Nam với nhau nói tiếng Việt thôi mà còn bất đồng ngôn ngữ, huống hồ chi nói tiếng Anh, tiếng Việt. Ở đây có tí xíu nữa xong bộ móng này hai chị em dắt nhau lên bao công mới được. Dạo ăn ức quá rồi. Mới hả chị, da màu mới dạ. Loại này là loại mới nhất luôn đó chị, nó chưa có ra ngoài thị trường, còn pre-order. Hoàng Thư Võ nói nếu như cái chai khó mở thì cho vô tủ khăn nóng 10 phút thì sẽ dễ mở hơn. Rồi em sẽ rắc đều hai bên, mà em sẽ xoay hai tay hai bên qua như nè, để cho nó lộn tiệm, để cho nó xoay qua xoay lại, để cho nó đều hai cái góc hai bên, nó không có bị thiếu á. Em làm tiếp bằng gì, refill được không em? Dip bình thường mình không nên refill, tại vì refill á nó dễ làm cho cái móng của khách nó bị phân gạch.
nó cộm nữa phải không? Dạ, với lại refill ít tiền cho nên không làm. Mình cũng nói với khách, thường em thì em hay nói với khách là nếu mà fill thì em phải giũa nhiều, mà giũa nhiều thì hư móng, mà làm dipping thì khách họ muốn là giữ cái móng của họ khỏe, cho nên mình không có fill để cho cái móng của họ khỏe. Rồi em sẽ... cái chị đang làm nail tên là Ngân nha Jenny. Ngân là vàng á em. Ngân là tiền. Ngân là tiền. Ngân là tiền, kim mới là vàng. Trời ơi. Bữa nay còn dịch tiếng Nho nó khổ ghê vậy. Chị biết cái gì mà có tiền, vàng cũng là tiền vậy, cho nên chị nói tiền. Vàng mắc hơn tiền chị. Rồi, khi mà em rắc ở trên cái đầu phần trên á thì em chỉ rắc ngay chỗ cái thịt, cái em nhắm vào cái cuticle của người ta em rắc thôi. Rồi để ra cho nó ngấm xuống. Em là cố gắng chia sẻ mấy cái kỹ thuật đơn giản cho mấy anh chị. Sẽ có người chuyên luôn, là làm hàng ngày, một ngày mấy chục bộ luôn đó. Chia sẻ với mấy anh chị kỹ hơn về cái phần này. Tại vì em nhận nhiều yêu cầu quá cho nên em làm, chứ thường thì em cũng không có làm deep nhiều đâu. Em làm bột nhiều hơn. Và cái bột này đắp ra rất là đẹp tí xíu nữa em cho mấy anh chị coi cái bảng màu. Nó mịn lắm, mịn như là phấn vậy đó. Thôi kệ, cái gì cũng chút chút, dễ đi kiếm việc làm em ơi. Trời, bởi vậy nail shop mới nhận đó. Vô giờ làm này không được, bắt làm kia, không có sợ em thất nghiệp. Dạ, làm Vân Anh ơi, nếu như làm dipping á là mình không có review khách vô lắm, mình giũa nhám sơ rồi mình wrap nó lại để mình xuất ớt như treo vậy á chị, rồi xong mình làm mới cho họ. Rồi tới cái ngón này thì em sẽ nhúng nguyên cái ngón là glitter luôn nè. Nhúng nhưng mà nhúng xéo 45 độ, đừng nhúng thẳng nha. Nhúng thẳng thì nó sẽ dễ bị dùng. Nhiều người nói là tại sao mà bị dùng, là do mình sơn cái base nó dày. Rồi mình nhúng, mình chúi thẳng xuống thì nó sẽ bị dồn cái gel, cái base lên á, thì nó sẽ dễ dùng. Cái glitter này rất là đẹp. Glitter này đã bảo đảm sáng hơn chiếc nhẫn 10 năm luôn á. Mấy anh chị nhìn nha, nhìn kỹ nha, coi cái ngón tay, cái móng tay sáng hay là chiếc nhẫn 10 năm sáng nha. Em phải gán tranh thủ em kiếm cái màu nào mà cho nó chói hơn em mới chịu. Tâm đây nói là bữa nào Hương làm thiên hình qua chip hình nha giá. Hồi trước em có làm một cái video rồi đó chị. Nhưng mà da em sẽ làm lại một lần nữa. Đó, cho mọi người thấy coi cái nào sáng hơn nè. Chứ em là em thấy cái móng của em sáng hơn nè. Ok. Không biết anh Hưng ở trên đây không? Thâm cứng nói là vẫn cứng nói là thích coi làm móng kiểu này ghê, mà trong khi không biết gì về nó. Rồi em sẽ phủi cái bụi xuống thì mình sẽ thấy là cái màu xanh nó tương đối nó lợt, thì em sẽ đi kỹ lại một lần nữa cho nó không, đậm Ngọc hơn. Ngọc Phạm nói là take off cũng ngâm acetone hay là mình gói giống như take off gel, cách nào better vậy chị? Hai cái nào cũng được, nhưng mà nếu mà ngâm acetone thì nó sẽ nhanh hơn. Tí xíu nữa thì em sẽ cho mọi người coi cái hình của người educator bên nail job chia sẻ những cái cách ngâm ra. Thì mình sẽ xài cái tô bằng inox á, mình ngâm nó nhanh hơn là xài cái tô bằng đá. Mà bằng inox rớt nó không bể, bằng đá rớt bể. Cho nên đó là cũng có một cái rất là hay cho mấy anh chị xài trong tiệm nail. Chị thấy có người nói là một cái thao nước nóng, một cái tô nóng, nước nóng ở ngoài mà cái tô acetone trong lại. Nhưng mà theo chị nghĩ là chị không có cho ngâm, tại vì làm cái tiệm mình nó hôi, với lại làm ngâm như vậy làm hại da người ta, cho nên chị thường là chị wrap nó. Dạ. Chị giũa nhám hơn chị wrap. Nhưng mà nếu mà muốn nhanh thì mình làm kiểu kia. Thì mình có thể mình để trong cái bọc á. Bọc paraffin á, để mà mình ngâm thì nó sẽ không có hôi. Hùng Lâm hỏi mình, hỏi cái đầu mình rắc còn phần trên nhúng vào được không? Chị thấy có nhiều người làm technique đó, khác ngon chút xíu là nhúng xong rồi rắc. Dạ, có rất là nhiều cách để làm ombre. Thì đây là một trong cái cách mà Ngân làm. Thì sẽ có nhiều educator khác của Nail Job chia sẻ cho mấy anh chị cách làm khác nữa. Thì mình coi cái cách nào mà mình thấy mình thích làm mà hợp với mình á, thì mình có thể mình làm. Tại vì nail rất là đa dạng, nhiều cách làm đó mấy anh chị. Mình thấy cách nào mà hợp với mình, mà thoải mái làm. Làm sao mà mình phải thoải mái với cái cách đó thì mình mới làm ra đẹp. Chứ nhiều khi người ta làm mình thấy đẹp mà mình làm mà nó không có hợp với mình á, thì nó cũng cực cho mình, mà nó cũng không có được vừa ý nữa.
Chị Văn Phạm hỏi gì em không hiểu. À, xài liquid nào vậy em hả? Hay là xài liquid nào? Em đang xài cái chai số 2 của Neotrop thì nó gọi là Deep Base. Vincent nói thật sự làm deep, làm refill cũng được. Nhưng các anh chị nhớ là lớp nền kỹ thì vẫn có thể làm refill được. Da yeah, làm được nhưng mà bây giờ mình đừng có làm, mình làm cực lắm mà tiền là ít hơn, cho nên bây giờ tiền vô là cho làm full set hết á. Trong khi tất cả các tiệm khác họ làm full set không, không làm fill thì tội chi tiệm mình làm fill cho cực vậy. Rồi bây giờ tới ngón này. Còn có xe bên phi ngân không? Candy nó khoe nhẫn trá hình. Khoe nhẫn trá hình, trời, khoe trắng trợn luôn chứ. Chứ đâu có trá hình đâu anh, khoe trắng trợn đã giờ luôn mà. Ngâm nóng tay móng sẽ nóng lắm nha, ngâm nóng tay móng sẽ nóng no lắm lắm. Rồi cái này tới làm phi phiêu làm sao có tiền. Dạ đúng rồi. Cái này mình làm liquid nào, cái bột này hả, cái bột này vừa rắc vừa làm liquid được luôn nha chị, vừa đắp được luôn nha chị. Làm liquid nào hả? Liquid EMA đó chị. Nếu mà chị chịu khó chị đợi thì tuần sau nơi chớp sẽ có cái liquid luôn. Lọ liquid mà mình legal xài trong tiệm á. New Year là nơi chớp có nhiều cái new lắm ha. New Year là cái gì cũng new hết á. Jenny nói chị ơi. 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 Ơi chị. Sophia nói màu đẹp quá, cảm ơn chị. Em lựa đó chị, em bắt ngân đi kiếm đó chị. Thấy chưa, bây giờ chị Trúc Sà mới thấy, mọi người thấy chưa. Hồi nãy giờ mà ai mà ngồi trên live này từ đầu tới đuôi giờ mới thấy lòi cái đuôi. Hồi nãy nói là không ngân lựa ngân, lúc mà mọi người đó là chị màu lựa màu, nhưng mà chị tưởng là cái xanh lợt ở trong, cái xanh đậm ở ngoài. Thôi giờ em không cãi nữa. Em có bằng chứng, có hình ảnh đàng hoàng, em không cãi nữa. Tối nay về chú Sài coi tay lại mới được. Rồi bây giờ em rắc cái phần đầu ngoài đây. Bạch bạch cười mình. Thì thường làm ombre thì mình phải lấy tiền nhiều hơn nha mọi người, tại vì nó cực hơn cho mình á. Liquid EMA mùi có hơi nhiều không chị? Có hơi nhiều không chị? Cái mùi đó lại đỡ hôi hơn cái thằng kia chứ. Em không biết nha. Em không biết là mấy anh chị làm nail lâu á có bị sợ mùi không, nhưng mà cái này là em nói thiệt luôn á, không có gạt mọi người chi nha, là có bữa mới cách đây 2 tuần chứ gì. Em ngồi em đắp bột mà em cứ nói ủa sao hôm nay đi quịt nó thơm quá. làm như là bị ghiền á, ngồi cứ hửi hoài nói liquid thơm, mà trong khi đưa cho người khác trong văn phòng hỏi có thấy thơm không, nó đâu có thấy thơm gì đâu, bình thường mua liquid mà em lại thấy thơm, em không biết, em không hiểu luôn. Dipping powder tùy theo loại khác nhau hay là chỉ khác nhau cái brand name thôi vậy chị? Nó khác nhau nhiều. À, tùy theo cái bột của nó là nó cái pigment của nó lớn hay nhỏ nữa. Anh Thành Lê nó không được bánh lộn nha, gọi cảnh sát á. Anh Thành Lê hả? Anh Thành Lê nhìn cũng giống bao công đó, chắc phải nhờ anh Thành Lê xử cho hai đứa em. Nãy giờ ngồi ở đây cãi hoài hồi rồi kêu cảnh sát nữa nè. Thôi em thương con, em thương baby, em tha cho mẹ nó đó. em cãi tới sáng luôn. Rồi, hai cái màu này tí xíu nữa em phải làm cái lớp màu xanh thêm một lần nữa. Tại vì chị Trisha chỉ chọn hai cái màu lợt quá. Không có đổ thừa hả? Có cơ hội đổ thừa là tại sao không đổ đúng không? Nói chứ hai chị em vẫn giỡn cho là nó vui cho đỡ chán thôi chứ. Thương lắm, thương ngân lắm, làm gì cũng phải cũng giờ làm free là nó bỏ gì lên cũng phải nghe chứ không dám nói đâu. Cái giá của free có khác hả? Rồi ở đây thì em chuối ngón tay xuống để mà em rắc xuống vậy nè. Cái này là mình làm, thực sự làm ombre á, đẹp nhất thì chỉ có làm bột là đẹp nhất thôi. Còn làm deep hay là làm gel thì nó ra nó không có chất lượng bằng, là tại vì nó không có blend vào nhau bằng cái liquid mà mình đắp với bột á. Jenny nêu hỏi câu này ngoài lề, có deep mình xíu không, có cho chị đọc không nè? Dạ cho luôn.
Em có câu hỏi về ngành nail, nếu em đã nghỉ không làm nữa ở chỗ làm nhưng sau đó chủ cũng muốn em vô làm lại. Người chủ lúc đầu hứa là cho em về sớm nhưng khi làm được 1 tháng thì khi khách đông em về sớm, lúc đó chủ không vui rồi em giận em không làm nữa. Nhưng giờ kêu chủ lại kêu em đi làm lại, em hứa sẽ không sẽ giữ đúng lời hứa, vậy theo chị có nên trở về làm không? Cái này là do hai người mình làm với nhau, mình nói chuyện trước. Nhưng mà nếu chị ví dụ như là mấy cái ngày mà lễ hay mấy cái tuần lễ mà nó đông á, mà mình không có làm cái gì, mình không có giống như không có về đi ăn kem với bạn trai, thì mình ở lại mình làm phụ người ta cũng được. Ngay mấy cái mùa đông á, mấy mấy mùa đông khách thì cũng tội nghiệp, mình làm với lại mình cũng kiếm thêm tiền đi shopping. Giống như mùa này nè, là hầu như là thợ nail ai cũng làm thêm nó giờ hết á. Thì tùy chị à, chị cảm thấy như thế nào? Tại vì cái này nó cũng hơi riêng tư một tí á. Nếu mà chị cảm thấy ok, chị ở lại chị help được, thì mấy ngày đông khách xâm tham thì chị có thể chị quay lại chị làm. Ok, chị Chi hỏi là chị em làm deep màu hồng nhạt nó hay bị không chín bột là sao vậy hả chị? Điếp mà hồng nhạt mà không chín bột hả chị? Tâm này nó quá ăn kem bạn trai hả? Ngân nó có tâm hồn ăn uống, nó nói vậy chị, chứ người ta bận công việc ta về ta đón con đón cái nấu ăn nấu uống chồng con Em ví dụ vậy đó, chờ tại mọi tại có thể là mấy anh chị chưa biết đó, có chị ở trên đây có chị Oanh Trần không ta, tặng cho em. Chị ơi, thông báo với chị là cái Starbucks chị tặng em sinh nhật tới giờ em uống hết rồi, mặc dù là bác sĩ cấm uống đường nhưng mà vẫn lén trốn đi uống. Người ta tặng mình cái gift card rồi mà đi uống là đường cao, rồi còn nhắn tin lại mắng vốn nữa chị, tại chị mà giờ đường em lên cao. Bây giờ ai cũng nói là thích làm bột nhiều hơn làm chip tiền cả, ý kiến Ngân sao? À, tùy vào khách, nếu mà làm tại vì dipping nó cũng có cái vui của nó. Tại sao mà mình nói là thích làm bột hơn làm dipping? Tại vì làm bột làm design được hả? Làm dipping Nó sắc cũng làm sảo design hơn, được. làm bột thì nó sắc sảo hơn. À, Nhưng mà dipping thì more more money, nhưng mà nếu mà biết làm dipping thì cũng sẽ sắc sảo hơn nhiều. Rồi bây giờ cái lớp cuối cùng em sẽ làm chỉ có cái màu xanh đậm thôi nha, để cho nó phủ xuống cái màu xanh lợt. Trời ơi, chị chọn hai cái màu làm khó em quá, khó đồng đội quá. money. Giờ đồng đội phải làm thêm một lớp màu xanh đậm nữa Bây nè. giờ nói hèn chi thấy chị làm lại mấy mấy mẫu này đẹp quá, còn chứ em mua lại chủ em mua lại gì mà sao hay bị không dùng màu như xanh, như màu xanh chị đang làm nó hay có màu trắng mix không thấy đúng màu xanh. Ồ, mấy cái dipping bột á nhiều khi mình nó càng nhuyễn thì nó càng đẹp, chứ Và sao cái pigment của chứ nó có càng đẹp nhuyễn thì gì. nó càng đẹp. Rồi cái này là em làm màu xanh em phủ xuống thôi, thì nhìn cho nó ra ombre nè. Andy Võ trả lời câu của Jenny Nail. Tại vì trước giờ đang đọc mấy câu kỹ thuật cho nên không có kịp, không có trả lời Jenny chút xíu nữa trả lời Jenny cái đó ha. Quý Phạm hỏi bột dip thì nào đắp cũng được phải không em? Dạ không anh, một số hãng thôi nhé. À, hãng nào mà họ để là 3 in 1, 4 in 1 thì mình mới đắp được. Anh phải đọc cái cách sử dụng của bột, tại vì một số hãng nó không có cho mình đắp ở dưới liquid. Anh Tân, I mean anh Phương Võ nói, Phương Võ với anh Phương Hồ nói dip mình tốt hơn cho sức khỏe. Một bộ dip khoảng bao nhiêu tiền để lấy khách vậy? Bây giờ bột dip mà dip thường á thì mình có thể giá cái giá dao động của nó đó, thì theo em biết là cho móng ngắn thôi đó nha, là 35 cho tới 45. Còn mà dip mà ombre kiểu này á thì mình phải lấy thêm cỡ 10 15 đồng nữa. Em chưa trả lời câu của chị Chi. Chị Chi hỏi là em làm tiếp màu hồng nhạt nó hay bị không chín bột là sao? Màu hồng nhạt chỉ có bị màu hồng nhạt thôi hả chị Chi? Có màu khác bị không hay chỉ màu hồng nhạt thôi? Nó lên tân. Hai anh Tân, Chị chỉ bị màu hồng nhạt thôi là hay là màu nào cũng bị chị? rồi bây giờ dẫn cái tay qua giùm em nha. Giảm cái tay qua. Dạ
cái phần cuối cùng là cái phần mình chỉnh cho cái màu nó đều rồi đó. Cho nên mình coi cái phần chỗ nào á mà nó chưa có cái màu, nó chưa có đều thì mình sẽ rắc lên chỗ đó một tí cho nó đều lại. Và cái mùi của nó, đúng là anh ta, chị Tâm Lê, cái mùi của nó thì hơi nồng. Khi mình mở cái chai đầu, cái chai keo thì mình phải cẩn thận, đừng có để sát mắt quá sẽ bị cay, đúng rồi chị. Dạ. Hồi nãy giờ nó nói rồi. Chị, lớp này là lớp thứ ba nha chị, tại vì em lựa cái màu hơi lợt đó, cho nên Ngân phải làm 3 lớp thì nó mới ra được cái màu đậm, chứ thường thường là 2 lớp là ok. Lớp thứ ba của mình thì em chỉ làm cái phần cuticle, phần ở trên thôi. Phần ở dưới của nó thì em để nguyên. Rồi bây giờ cái lớp thứ tới lớp bên đây. Hiệu gì vậy Ngân? Dạ cái này là của Nail Job chị. À, bột chuẩn bị ra của Nail Job thì mọi người có thể bắt đầu pre-order được. Tí xíu nữa em sẽ cho coi cái bảng màu của nó. Journal. Cái tên này mà hai chị em phải, em với chị Trisha phải học lâu lắm á. Không chín bột do không đủ sealer đó bạn, apply sealer chắc ăn hơn. Hồi nãy là cái chị đó chị hỏi là chỉ có màu hồng bị thôi, những màu khác mà chưa thấy chị có màu hồng bị thôi hả? Chị không thấy, chưa thấy chị trả lời. Mà thường thường mà nó không chín bột đó là do cái sealer không đủ. Nó không chín bột là sao nó, em cũng không hiểu là cái từ. Đối với bên liquid thì em biết chín bột, nhưng mà còn đối với bên dip thì em không biết là cái chín bột ở đây ý nói là sao á. Is the glitter one the same brand? Dạ đúng rồi. Yeah, it's the same brand hả? Lúc nào cũng làm từ đầu móng trước hả chị? Sao không làm ở nail, trên nail bed trước? Cái màu này thì mình thường em làm thì em sẽ đi cái màu đậm nó cover lên cái màu lợt, hoặc là cái màu nào mà nó có khả năng nó cover màu kia thì mình làm cái màu kia trước để cái màu khác nó còn phủ lên được. Nếu mà mình làm tại hai cái màu này là hồi xưa giờ hầu như là em chưa có làm hai màu này bao giờ. Chị Trisha thì chị hơi làm khó em chút á. Cho nên không sao, chuyện gì mà người ta càng làm khó mình càng làm phải không? Cố gắng. Có nghĩa là màu nào lợt thì mình làm trước, màu nào đậm thì mình làm sau. Dạ đúng rồi. Yeah. Tối nay hai chị em cứ giỡn hoài. Hannah nói là có lẽ là do làm base nhiều quá thì nó không có khô được. Chị nói không chín bột là bột còn dẻo đó, nó chưa không có khô. Không có khô hả chị? Không khô là do cái activator của mình nó yếu. Cái activator nó quan trọng lắm nha. Là cái chai số 3 đó, một số chai nó yếu quá thì nó sẽ không có chín bột. Thì mình dũa nó còn ướt. Hoặc là một số chai mà nó mạnh quá đó, thì nó sẽ làm cho cái lớp số 4 của mình nó bị không có bóng. Chị Emmy nói là cho em hỏi keo bị đặc lại có cách nào làm cho lỏng không? Tại vì xài hơn nửa chai là bị đặc, không xài được nữa. Cái chai đó khi mà keo mà bị đặc rồi lắm là lắm mình khó để mà mình sửa lắm chị. Có nghĩa là mình làm cái đó mình phải vuốt thiệt là nhanh, chứ đừng có để mở nắp lâu. Và đừng để gần đèn. Còn nếu mà đã bị đặc rồi thì mua chai mới thôi, chứ không có sửa được. Rồi bây giờ em sẽ dọn cái... Mình đã được bao nhiêu màu rồi em? Bây giờ bao nhiêu màu em không nhớ nữa. Tí xíu nữa em cho mấy anh chị coi cái bảng màu, hình như là 60 mấy màu á. Mà có thêm màu, mấy màu Giáng sinh, mấy màu glitter này kia. Anh Tommy Lê nói là nấu lâu chứ nữa thì nó sẽ chín. Chưa chín thì nấu lâu chưa chín. Gặp anh Tommy là anh bỏ vô microwave luôn á. Rồi bây giờ cái ngón glitter thì em sẽ bỏ một lớp clear lên để phủ nó, khi mà em dũa nó không có bị chốc xuống á. Uyên Trần nói do màu hồng xài lâu hơn màu trắng nên không chín bột. Rồi em sẽ bỏ cái clear lên nhé. Dạ tay bên đây. Cái màu hồng nhạt khi dũa nó hay bị bay màu sang màu trắng, dũa tới đâu cũng thì trắng tới đó. Mấy người nói là chú sẽ biết mấy người đang xài màu hồng lợt của hãng nào. Dạ đúng rồi, một số hãng nó bị như vậy. Do hãng nha chị, do nhiều khi người ta mix màu với nhau á. Dũa cái nó ra đốm bông 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 đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ chín bột, có lẽ là khi mà dũa nó còn chưa chín, là khi mà dũa nó còn mềm, nó chưa có khô, cái nó đặc quá, nó sơn dày quá đó, do sơn dày quá đó. Dạ hoặc là cái activator nó không đủ mạnh. Rồi bây giờ em sẽ xài cái chai số 3. Nếu bỏ số 3 chai sealer là do mình để dày quá. Rồi em sẽ xài cái cỏ này nè, cái cỏ lông này nè, em phủi nhẹ thôi. Cái đó là 2 ounce, em cái hũ mình 2 ounce hả? Dạ 2 ounce hết, hũ 2 ounce hết.
Em biết là Chanel Job có cái bảng giá chưa à? Hồi sáng thì em cũng có nghe bên công ty nói là mình đã có bảng giá lên trên đó cho mọi người rồi. Trời đi nè ơi, đang đổ bánh khọt, vừa làm bánh khọt và vừa coi hai mình hoặc hai chị em làm nail, rồi cho em một dĩa Chỗ bánh khọt, bánh xèo. với Làm. coi. Chị nè, sắp sửa xuống đây ta chơi đây Hả? nè. Yến vọng đó, hai chị Ngân và chị Nina Hai chị Yến. là cháu của cô, của gì á, chị Nhung Là ai? á. Nina Nguyễn là cháu của gì? Cháu của dì là ai? Dì vợ ba chị. Trời Đi cùng họ ra khoe. Khi làm deep mà gắn tip dài, em có giữa tip với móng bằng nhau nhưng khi làm xong em vẫn thấy nó không có bằng phẳng, làm cách nào để khắc phục? Ngân chỉ đi. À, khi mà làm xong nó không có bằng phẳng hả chị? Đó là do mình build cái lớp nền không có phẳng Không, có nghĩa là khi gắn tip lên á, nó á, vẫn giữa cái thì lớp khớp giữa. cái khớp giữa mình giữa rồi mà vẫn còn bị chỗ đó, vẫn bị cái khớp. Ừ. Thường thường người ta chỉ là nhúng cái phần hơn phần nửa cái móng chút xíu trước rồi hãy nhúng cái trong sau. Rồi bây giờ em sẽ dẹp cái cọ nha, dẹp cái đống cọ này. That's why deep xài rất cao, cho nên chính như vậy mình phải tính tiền deep cao hơn những cái khác. Tại vì hả, cái sản phẩm mình nó mắc mà hay dễ bị hư lắm. Dạ đúng rồi. À, với lại khi mà mình xài á, cái này thì em chia sẻ của em thôi nha. Ai mà có nhột không có chửi nha. Là trong tiệm á, em đưa cho mỗi một người thợ một bộ, một hai ba bốn luôn. Ai hư Tại là vì phải cái này sửa. là cũng tùy nhiều người, nhiều người làm rất là kỹ, nhiều chị làm rất là kỹ. Xong chai nào, nhất là chai số 2, xong là lấy cái khăn giấy chùi cái miệng liền thì đậy lại nó không có bị cứng. Còn nhiều người làm xong cái để y chang vậy đó, đậy nắp lại đem đi dẹp thì cái miệng của nó có cái số 2 là nó giống như glue rồi, nó bị cứng lại, lần sau mở không ra. Thì như vậy rồi cái dục đó lấy chai mới xài, thì như vậy tới người khác xài người ta xài không được rồi hư chai bỏ. Thì cho nên em giao cho mỗi người một bộ, ai mà làm bị hư á, nếu mà hết thì đưa chai mới, còn hư là do không có bảo quản kỹ, không có chùi thì bắt buộc là phải đi mua chai khác đền lại cho em. Vincent nói theo mình thấy làm deep nhanh gọn, không cần sơn, dễ kiếm tiền, đặc biệt là pink and white rất nét. Vì vậy nếu tiệm đông khách nên dụ khách làm deep để dễ hốt. Còn ombre thì đắp vẫn sắc sảo hơn. Đúng rồi, ombre cho Dạ chị đúng Nhung rồi, ombre thì không có gì đẹp qua bột đắp với liquid. á. Nếu mình làm nhiều lớp như vậy có nó có bị dày không? Tại vì khi mà mình rắc á, nó rất là mỏng, mình không có dày giống mình đắp bột, cho nên làm ba lớp vẫn còn thấy mỏng, không có dày. Dạ rồi, bây giờ em sẽ đi cái em sẽ giũa cái shape trước đi ha. Và cái giũa mà để mình xài thì em cũng chia sẻ luôn là mình nên xài giũa 100-100 nha. Tại vì mấy anh chị biết là ở đây em có nhiều loại giũa lắm, 80-80 là mình xài cho bột acrylic á, mình đắp. Tại vì 80-80 nó sần lắm. 80-80 để quẹt qua cái là nó đi vô khúc bột rồi nó sần lắm. Còn 100-100 thì nó mịn hơn. Thì mình giũa đối với bột deep thì mình không có cần nó phải quá sần, tại vì nó cũng tương đối là nó mềm. Bột deep mình không có yêu cầu nó cứng như bột đắp được. Chị Hương Nguyễn nói là lại cặp brush, cái brush nào chị, cái brush thủy bột hay cái brush nào chị, một bộ nhúng gì bao nhiêu tiền chị, tùy khu vực nha chị Angie. Bột mà ombre, nhúng mà ombre kiểu này, bộ này là phải lấy là cỡ 55 đồng á. Thường thường á, em quy định như nè, nếu mà giá thiên hình quay của mình á bao nhiêu thì tiếp mình phải mắc hơn 10 đồng, và làm ombre phải mắc hơn 10 đồng, cứ cứ cộng thêm lên như vậy á chị. Nếu mà mình làm tiếp 40 thì ombre mình phải làm thêm 10 đồng nữa, ví dụ vậy đó, thì cứ cộng thêm 10 đồng so với cái tiền thiên hình quay của mình. Chị ơi cho em hỏi sao nước sơn để nhúng nó cứ bị chết hoài vậy chị? Bị khô hả chị? Cái nước sơn mà để nhúng chai số 2 nó bị khô hả? Là do mình để nó mở mở ra mà để gió. Nhiều người nói không có khô là do đỡ base nó quá dày. Đúng rồi. Và cái base dày với cái nước số 3 của mình nó yếu quá thì nó cũng không khó, nó cũng không có khô. Chị Vân Thu Trường nói là chị Trúc Sa ơi, Ngân làm màu xanh đậm bây giờ ra nhìn cũng đẹp lắm chị. Em biết đẹp mà, tại vì nãy giờ chọc Ngân đó mà. Thank you chị, trời ơi, ra cũng đẹp, nghe tới đây lẹ mừng rồi. Chứ để không thôi hồi bộ này 45 đồng đó mà không trả tiền là chết với em. 45 đồng lận Đi đó. làm về chưa tắm rửa, muốn ra đây ngồi cho làm người mẫu cho mọi người coi, mất chứ sao trả tiền nữa.
mét con chủ bây giờ. Vậy thì nhúng hai lớp base hả chị? À, cái lớp base à. Một lớp base clear thôi nha, không cần hai lớp đâu, tại móng này là móng thật. Rồi bây giờ em sau sẽ khi dũa. Ngân làm hai rạy rắc lên làm ombre xong, Ngân cũng làm một cái lớp clear để mà seal nó lại đúng không? Em có nhúng một lớp clear lại trên đúng không? Dạ không. Chị thấy em bỏ cái gì cuối cùng? Cái lớp clear cuối cùng đó là chỉ cho cái ngón clear thôi. Okay. Để cho mình dũa cái clear nó không có chóc thôi. Ừ. Còn mấy cái ngón khác thì em không có để clear nữa. Tại vì cái màu này hồi nãy em phải làm 3 lần màu xanh đậm á, cho nên tương đối là nó cũng hơi dày rồi, nó được rồi. Mọi người để ý ngân dũa rất là ít, chỉ dũa dần đầu kia cồn và sơ sơ mặt móng, không có dũa nhiều. Dạ, hồi sáng này cũng có một chị khách hỏi em chứ Ngân ơi, em làm khi mà em làm quay phim á, chị thấy em dũa ít lắm. Vậy rồi ở trong tiệm chị, nhưng mà chị không có dũa ít như em được, tại vì dũa ít nó không có ăn, mà chị phải dũa nhiều. Thì ở đây cũng đính chính luôn là dũa ít với dũa nhiều nó không có quan trọng, cái quan trọng là cái móng của mình nó mướt là được, sạch, cái móng nó cuticle nó sạch là được. Còn mình dũa nhiều khi khách họ không có thích mình dũa nhiều đâu. Cái dũa nhiều nó không có giúp cho cái móng nằm chắc thêm mấy chị. What's so crisp about it? Oh, right now she just started to create the ombre look, and then after finish the set ombre, we will design the crispness. Getting there. Bộ ngân chị thấy 45, chị lấy 45 bộ da, 45 đồng bộ ok. Yeah. Ủa bộ này nãy nhiêu? 45 đồng là thường phải không? Chị nói tiệm chị 45 đồng là thường. Vậy là bộ này 50 đúng không? Ừ, vậy hơn tính thêm được 5 đồng nữa. Nãy giờ em tính đấy thì chú xài có 45 mà ai ngờ. Hi Alex, trời Ngân ơi, Alex lên coi là Ngân luôn làm được. À, Alex VN đó hả? Đó, thầy đó, thầy tiếp tiền đó. Ôi, đi xuống đi Alex ơi, cho để cho Ngân làm. Đừng có múa rìu, mắc thợ nha. Rồi, bây giờ em sẽ dũa sáp tay bên đây nhé. Ok, có nhiều con người hỏi, rất là nhiều người hỏi cái vấn đề này nè Ngân. Làm xong rồi em bỏ top số 4 lên mà sao nó không được bóng vậy chị? À, hồi nãy em có nói cái top số 4 á, mình bắt buộc mình phải để cho số 3 trước khi mình làm số 4. Và nó không có bóng là một số nước số 3 nó rất là mạnh. Cái mạnh nó tốt, nhưng mà nếu mà nó một số loại nó mạnh thì nó sẽ làm cho cái số 4 nó khô quá, nó không có còn cái độ bóng nhiều. Cho nên nếu mà ai xài nhiều hãng khác nhau thì mình sẽ thấy cái chênh lệch của nó xảy ra khác nhau hết á. Alex là master gifting á, ai có thắc mắc câu hỏi gì hỏi Alex nãy giờ. Alex trốn ở đâu? Alex lên đây phụ Ngân trả lời câu hỏi. Rồi cái này xài giữa 100 thì mình giữa nó nhẹ nhàng. Đó chị. Đây và top. Đây với top cái cọ nãy. Đừng đẩy quá chặt nhé. Đúng rồi, cái cây ở chai đừng đẩy quá chặt. Nhìn cái ngón tay là biết của dân làm nail liền phải không anh chị? Bị méo xẹo một bên à, chùi nước sơn á. Hồi lúc em đi làm cũng vậy nữa, cái móng của mình nó méo qua một bên à. Nhiều khi cái dũa đó, em không biết có nhiều người bị không, em bị, em dũa cái thịt của em ngón này nè. Cái bàn tay chị mà không làm nó sống lắm không biết không em. Nó nằm, nó nay mà đi quân đội chắc bị đuổi đó, không có nào vô hàng ngủ hết vậy. Chị Hương Nguyễn nên bóc cửa lại đi Ngân ơi, coi chừng không trả tiền đó. Trời ơi chị, nãy giờ em cũng định vậy đó chị. Chứ nãy giờ lúc đầu tới giờ, từ lúc vô là đã kiếm chuyện với em rồi. Đáng lẽ là em không nhận khách này rồi đó, mà tại giờ bí quá là sao. You see this finger? It's crooked. Not done yet, ma'am. My finger is straight, okay? You make it, làm mà không đều là bị bóc mệnh. Đó, mấy anh chị thấy không? Làm chưa chân, chưa có xong. Chị ơi cho em hỏi, em muốn mua mà chị có gửi qua Đài Loan không chị? Nail shop của mình có gửi qua Đài Loan không hả? Anh Thanh Lê ơi, anh Thanh Lê còn trên đây không? Trả lời giùm em. Phương Hồ nói cái này kêu bằng là yêu nghề đó chứ xà. Không thế... bỏ clear vậy nó có bị hở không chị?
cái clear ở trên cùng hả chị? Cái clear ở lớp mặt ở trên là chủ yếu là mình để bảo vệ cái màu, để khi mình dũa nó không có chốc ra, chứ nó không có ảnh hưởng gì tới hở móng hết nha chị. Quan trọng là cái lớp base bên dưới là cái mà nó quyết định là nó có bị hở hay không. Còn những cái nằm bên trên nó là nó chỉ là quyết định cái đẹp thôi, nó okay. Đẹp hay không. Thì nào nó lắc lên show chỉ mọi người một lớp tiếp tiền đây. Phải nên. Dạ. Yeah. Cái này là phải hỏi Alex. Nghe hứa không thấy mặt mày nói gì vậy, vô xong 2 xong 3 ghê vậy Alex. Kỳ quá nha. Thank you nha, bye cho Ngân có tinh thần làm chứ ngồi ở đây nhìn mấy người chuyên làm không, Ngân rung lắm. Anh Alex sẽ ác, để cái hình của thần tượng chị mỗi lần nhìn thiệt mình ha. Cười chị mê cái anh này lắm. Mọi người thấy là Ngân dũa cái cuticle cho nó mỏng xuống nè. Cái quan trọng là cái cuticle mình làm cho nó mỏng, nhìn nó tự nhiên hơn. Kate hỏi là chị ơi đầu dũa làm sao cho nó hết sharp. Thường thường chị lại mua dầu dũa mới về cho hay chạy sơ lên trên cái cây dũa lắm. Chạy sơ lên trên cây dũa, mình để cái đầu dũa với cái cây dũa như nè. Xéo nhau 45 độ. 45 đúng không giờ? 45 độ rồi mình chạy tới chạy lui, chạy tới chút. Chạy tới chạy có 2-3 vòng cái để lên cái da tay mình thử coi cắt đứt không. Rồi chạy 2-3 vòng để lên tay thử một cái nữa. Nó tay khác, tay chạy máu tùm lum thì sao? Không, chạy đừng có đè quá, chạy nhẹ thôi. Trời. Làm sao mà chạy lên cái tay được, chạy lên cái buffer này nè cô nương. Chị chạy lên đây nè. Trời ơi, cái đầu dũa của em á, em nói thiệt chị. Của em là như cùi bắp rồi, cứ chạy cũng không chạy, không chảy máu được. Bây giờ mà em cho ta không ai dám lấy luôn á. Jenny nói là không có clear lên, nó có bị lip không? Dạ không chị. Rồi, em buffer nhé. Nếu mà bỏ số 3 nhiều thì sẽ gì đó? Cái nước số 3 nhiều hả? Cái nước số 3 thì nếu mà mình bỏ nhiều quá nó sẽ khô. Alex hỏi where I can buy your hand file Ngân. Cái hand file là cái gì? Cái này nè. Cái cây dũa hả? À, cái dũa có thể lên trên nail shop á, shop.nailshop.com. Nếu nó không bóng thì phải làm sao chị ơi? Nếu mà nó không bóng hả thì mình phải làm lại. Nếu mà mình bỏ shop cross xong rồi mà không bóng, mình phải buffer cái lớp đó ra mình làm lại. Và mọi người gắng đợi nha. Giờ em nói 3 tuần đi cho chắc ăn nha. Em muốn nói mà để cho khách đợi nữa, tại vì mỗi lần mà em nói xong là khách hàng đợi hoài, tội nghiệp khách hàng quá, cứ gọi Ngân ơi có chưa. 3 tuần nữa mình sẽ có cái gel top coat, mọi người làm được với everything luôn. Xài được cho deep luôn, đó là cái quan trọng mà em thích nhất, là xài được cho deep luôn, rất là bóng. Rồi bây giờ em sẽ vẽ design. Dạ anh Thắng nữa ơi, bột deep mình dùng để đắp bột được nha anh. Em sẽ vẽ design màu trắng, em xài cái art gel màu trắng để em làm design nhé. Chưa, em chỉnh cái shape lại. Trời ơi, khách gì mà ngồi lấy kính hiển vi ra đo từng móng vậy đó. Ta ơi, ta nói cái nghề gì mà nó khổ. Chị là dễ lắm rồi đó, phải đặt xạo đi. Em chị hỏi chị ơi, ombre của SNS làm mấy lớp nhúng vậy hả chị? SNS em không biết là nó có cái collection cho ombre không nha chị. Tất nhiên ombre mình lấy màu nào cũng được, nhưng mà quan trọng tùy cái tông màu mình lựa. Nếu mà cái màu lợt quá thì phải nhúng 3 lần. Còn nếu rồi. Mà những cái màu tông mà nó nổi, nó match với nhau thì nhúng 2 lần là được rồi. Đẹp chưa chị? Vậy được chưa chị? So beautiful. Duyệt chưa? Phải hỏi kỹ lại chứ, đây ngồi làm xong rồi. Làm xong rồi cái bắt em sửa là em mệt lắm. Alex nói hard to go live, làm just a new tech. Làm just a new tech. Làm một khách đi 3 tuần, làm deep khách đi 4-5 tuần, nhưng khách happy thì mình vui. Hello chị Tiên. Very nice speaker. Wow, Alex give you credit. Thank you. Trời ơi. Tại móng em đẹp sẵn á Alex. Móng em có cái speaker thẳng. Sao cũng được. Lúc người ta lên mình cũng không có nỡ kéo người ta xuống làm gì, tội nghiệp. Rồi bây giờ em sẽ xài cái gel design này để mà mình
mình vẽ nha. Từ hôm nay mới có dịp để em chùi cái miệng Vân, của nó nè. Chị Vân Thu Trường nói là bộ móng này 50 đồng plus $10 tip. Hả? Trời ơi chị, giá vậy sao em trả nổi? Chị, $10 tip mà hành em kiểu này là em không có làm đâu đó chị. Vincent nói chị rất là hiền quá. Em như chị, em bắt Ngân đắp marble hai màu này với màu silver, ba màu làm như marble cho Christmas đẹp lắm nha. Mai chị em thử đi. Để ghi tên Vincent số 1 á, kiếm Ngân làm nail, Ngân không có làm đâu. Ghi tên xuống. Marble giờ dễ làm quá trời. Chị thấy cái lấy cái tâm quẹt nhúng ngược xuống là xong rồi. Cho nên ông Ray mấy người lại bị vấn đề ngộ ha. Marble lại dễ làm hơn ha. Rồi bây giờ em sẽ vẽ cái đơn giản nhất mà mùa Giáng sinh nào cũng phải vẽ, đó là bông tuyết. Annie nói là just brought the whole set of gel design, love journal product. Thank you to Annie. Thank you chị. Rồi cái này mình kéo mạnh thôi nha. Cái bông tuyết cho nó mỏng mỏng, cho nó dễ thương. Ngân nói là cuối giờ Ngân sẽ cho mọi người coi cái bộ nail này chứ sao đòi. Đừng đưa lên dễ không giống cái bộ người ta đưa mất công nữa. Ngân chuyên môn dụ chị không à. Em ơi tóc. Ồ tóc che nữa rồi hả? Mọi người để ráng cuối tuần này đi cắt tóc. Hay cho chị để cái này đây đi. Lần nào like tóc cũng che hết. Được không? Để cái tay. Rồi không? Mọi người có thấy nó còn sáng không? Mấy anh chị thấy em xài cái đầu cọ thôi nha, em không có xài cái mình của cái cọ, cái đầu thôi. Gel top khi ra thì sẽ liên lạc với ai vậy chị? Gel top khi ra thì Ngân sẽ đánh chống thổi kèn, chị yên tâm. Chị Tiên nói là em đưa cái dũa qua cho Trisha tự dũa luôn. Chị Ngân làm xong lát tối về nhà em tự dũa lại chị. Nói giỡn thôi. Hồi xưa em làm nail á, Ngân làm cho em cái móng nhọn thì nhọn á. Tối người đang nạn nhân đầu tiên là chồng em vừa quay lại bên quẹt vô chày mắt luôn, cho nên em phải dũa lại. Chị vô nail shop sao không tìm ra được artist gel vậy Ngân? Ồ, chị bấm vô cái chữ artist nó không ra hả chị? Vậy chắc để hồi em gửi cái link cho chị. Đó là chị Winnie ha, Winnie Nguyễn. Hàng thư võ nó nhận được hai hũ gel tặng của Journal, mở ra vẽ thử thích quá luôn. Mỗi lần mà làm mà kiếm tiền là nhớ đến nail shop nha chị. Ủa rồi chị mở ra xài hai hũ thích quá rồi có mua lại nguyên bộ không? Cái này em đang gài chị đó. Chị Hồng Sơn rồi nói chỉ cần nghe hai chị em nói chuyện thôi là cười vui quá rồi. Cảm ơn chị. Rồi bây giờ Vincent nào quý hả, vẽ thêm màu vàng. I love Vincent. I don't know who you are, but you are my favorite guy tonight. Dễ thêm màu vàng nữa hả? Thì ai mà làm khó Ngân là chứ sợ khoái lắm. Nãy giờ Vincent vẽ thêm màu vàng có nhũ lên, nhưng mà chị ghét màu vàng lắm rồi. Chị không thích vàng. Thích hột xoàn thôi đúng không? Chị thích silver. Chị chứ sợ dễ thương lắm, không thích vàng, không có thích vàng, thích hột xoàn thôi à. Quên chị Magic Touch hỏi là nail art không bỏ top coat được không chị? Nail art không bỏ top coat hả chị? Mình bỏ đi cho nó bóng chị, sao không bỏ nha? Làm marble hao bột quá đúng rồi. Một hũ gel vậy dùng bao nhiêu lâu? Trời, từ lúc mà Ngân cho chị giờ từ đầu năm cuối năm cũng chưa hết mà chị vẽ mỗi ngày luôn á. Mấy chị biết không, từ lúc mà em làm trong em làm video live tới giờ em không biết bao nhiêu cái video, mà bình thường em cũng làm khách nữa, mà làm người mẫu đó, xài chưa hết nữa, em cũng mong cho hết để em xin nail job cái khác. Vì Lê em muốn mua glue hộp xoàn, em lên shop.nailjob.com kiếm cái glue hộp xoàn nha. Thank you LC. Còn thấy rõ không chị, tóc em có che không? Không, chị nhìn thấy ok. Hoàng Thư Võ nó làm móng cho mấy bà thợ đòi che là được, tóc che này đó. Làm móng cho mấy bà thợ nail này đáng sợ lắm. Chị Hoàng Thư Võ em hiền lắm. Em không có đi ra ngoài làm, chỉ để Ngân làm thôi. Chị biết em khó cỡ nào rồi đó. Em không ai làm tay em được, chỉ mình Ngân làm hoặc em tự làm thôi đó. Chị thấy khổ quá không chị? Chị thấy tội không? Bởi vì em nói rồi. Đang chọc ghẹo mọi người cho vui chứ nãy thường chứ sao im re đâu dám nói đâu. Nói tối về Ngân đánh chết. Cái này chính xác là làm dâu trăm họ nè. Trời ơi, nước mắt chan cơm đó.
Tại vì hôm nay trên đó đang Rồi lộ bây cái giờ post em mà sẽ cho hôm nay hơi vẽ gì đèn. vậy, mày nói cho người ta biết chứ. Cái này là tuyết rơi trên nóc nhà nó dính nó rụng rụng xuống đó. Không nói chị tưởng em vẽ gì. Rồi tới cây này em vẽ cây thông đúng không? Chị Trúc sẽ đòi cây thông. Cái thông với nhà. Hả? Có cái nhà nữa hả? Vậy em vẽ cây thông bên đây được, cái nhà không qua bên đây được không? Cái thông thôi, khỏi cái nhà chị ơi. Nó cái nào mà khó quá mình bỏ qua chứ. Có loại nào không rớt không chị là sao? Không hiểu. Chị ơi Sugar Glitter em mua ở nail job đó, chị có cần bỏ top là... Khi mà em làm cái sugar glitter rồi á, là em đã bỏ top ở dưới rồi, không có còn bỏ top ở trên nữa, thì em bỏ top ở trên nó sẽ không có làm, nó không có tạo ra cái độ cái texture như em, cái đó nó không có tạo ra cái độ cộm cộm, thì cái đó không bỏ top coat lên. Sugar glitter là không bỏ top coat lên trên trên Vậy top. không? Em bỏ top trước khi em bỏ cái sugar glitter lên. Hoặc làm một cái cách giống như lần rồi em làm cho chị Chú Sà đó nhớ không? Có thể làm top coat lên sugar glitter nhưng mà lên màu, ví dụ như là cái nền này của mình màu xanh đúng không? À, mình đi một lớp base, đi một lớp base. Xong rồi cái lấy cái hơ đèn cho khô 30 giây lấy ra, cái lấy cái sugar glitter dùng cái ngón tay hoặc là cây cọ mà nó mỏng đó, mình ịnh ịnh nó lên làm một cái lớp mỏng thôi, thì rồi sau đó mình bỏ top coat lên thì nó sẽ ra cũng rất là đẹp. Ngân có bán màu và cọ vẽ không vậy? Ngân Ngân không có bán, nail job bán cho thì Linh ơi, Linh Thủy Đỗ dạ. Rồi cái này là em sẽ cắt khoảng ra, em gạch 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 xuống. Mọi người nhớ cây thông ở trong trong đi giờ đi chỗ nào cũng thấy cây thông hết á, nó bán không, nó làm trắng 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 gạch gạch xuống đó, thì mình làm mình cũng gạch gạch vậy, thì cái này nó dễ làm chứ nó không có khó làm. Linel nói là cũng nhận được quà của Nail Job. Thank you. Normal and beautiful. Thank you. Hạnh khen đẹp quá. Cảm ơn chị. Thank you chị. Còn Trời ơi, mọi người thả tim giùm em để cho hồi nữa. em phải Em tìm có tiếp bằng hiểu chứng, không? em có bằng chứng là em làm mà không có bị khách quỵt tiền được. Chị ơi, Nail Job có ship qua Canada không chị? Dạ có chị, mình có ship qua Canada Chị chị. Hoàng Thư Võ chắc giàu lắm, là chị tính hay thì có sẽ đợi dồn order đủ 200 đồng để được free shipping. Rồi bây giờ ở trên đây thì em sẽ làm mấy cái chấm thì mình không có cần phải. Chị Hương nói trước giờ là chị chồng khó tính. Hôm nay á, là em chọc Ngân là tại vì hôm nay trong cái post, trong cái Facebook của mình có cái post của một người khách đi làm xong mà dòng lại đòi tiền, cho nên em đang chọc Ngân cho vui. Và thật sự là em không có dám nói gì đâu. Ngân Ngân nó làm gì em im đây, nó dám cãi đâu. Chị đang lên live mà cãi với nó hồi nữa bị dân chúng chọi đá em sao. Chọi trên này fan fan của Ngân đông lắm. Trời ơi, em làm mà mấy anh chị ở Việt Nam thì cũng biết cái câu ông bà nói đó, khổ lắm nước mắt chan cơm, bây giờ em ngồi em làm nước mắt chan bột, nó giờ ướt cái hũ bột luôn, mấy anh chị thấy không, bị hành quá đó. Rồi bây giờ cái ngón nó khô tí xíu rồi mình lấy ra. Vũ Nguyễn nói là gửi tặng Ngân đồ cột tóc rồi lại Ngân làm Buộc cái tóc lên đèn. hả? Không, mai mốt em gặp em đeo được chụp giống như người ta làm Michael Play hay là lúc mà người Bình ta thường em có mấy xăm. cái nơ bự của em, có mấy cái nơ Không, bự đó. lúc ta xăm ta đổi nguyên cái chụp đó, giống như cái đồ mà để chụp tóc á, cái Ừ. tấm á, cho ta chụp lên. Rồi ở bên đây em sẽ làm cái mẫu khác. Nè giờ giờ người mẫu có yêu cầu gì không? Để anh hỏi là không có yêu cầu được đó nha. Hả? Cây thông là có yêu cầu Thôi thêm không gì nữa dám nói không? nữa, bên này ở trên này người ta phản ứng quá, tao nói chị ăn hiếp em mà chị không dám nói nữa. Vậy em cho chị gì cho lấy cái đó. Cho gì lấy đó hả? Chị làm hồi em không biết em có gì để cho luôn á, nhiều khi mình muốn cho mà làm hồi thấy ghét quá không biết đường cho gì nữa. Trâm Rồi. Lê nói bộ này lấy chẳng trăm, lấy chẳng trăm dạ, ký check đi lên chùa lạnh. Chứ Đó, sao không có tiền. mọi người thấy chưa, làm chưa làm xong là đã muốn quịch rồi. Annie nói là Annie buy the design brush too, very easy to use, highly recommend. Okay, thank you Annie. Dạ thank you. Tóc tóc coi chàng che nữa Tóc nha. nữa hả? Không, để chị để ý Em nha. zoom lại, em zoom lại cho mọi người thấy nha. What kind of brush is that? That's a zonal brush.
Number 11. Cây này em sẽ đang xài là số 7 đúng rồi. Number 7, dạ. Rồi ngón này em sẽ làm cây thông luôn cho nó đối xứng với cây thông bên kia. Hoàng Thư Võ cho chị discount là 30 đồng bộ này thôi. Chị Hoàng Thư Võ hả? À em nhớ rồi, chị bữa chị may mắn lắm, chị mua Black Friday chỉ được 20% off mà chị còn không biết chị được off nữa đó. Rồi cái không mẫu này mà chị đó là chân này á, fan của em nhiều lắm, người ta bên em thấy không, chị Hương Nguyễn nó tóc ngân chưa có tóc bạc nhưng làm sao bộ này tối nay sẽ có tóc bạc. Trời trời ơi chị Hoàng Tư ác vậy, tưởng gì 30 đồng nãy lấy thêm design cộng thêm 50 đồng tiền bếp nữa thành 80 đồng, trời ơi bà. Ville order bao nhiêu lâu thì mới nhận được? Thì thường 3 tới 5 business day, nếu mà không có gì thì 3 ngày là nhận được rồi chị. Chị Trang Tăng nói là chị có bán đầu dũa Clean Clinical, Clean Clinical không? Mình có bán đầu dũa không? Cuối tuần nay mình sẽ có. Make sure nó vô cái mọi người canh giùm em nha, nếu mà có lệch ra thì mấy anh chị nói cho em biết nha. Chị Tiên nói là khách quỵt, chị cho địa chỉ đi đòi tiền, chị giả mang với chị người nhà không, chị chơi kỳ quá chị. Chị Ngân sẽ dùng gel top coat hay design tiếp mình top coat vậy? Em sẽ dùng, Ngân sẽ dùng gel top coat luôn, cái gel mà Nail Job chuẩn bị ra đó. Em cho mọi người xem cái gel vẽ của mình. Cái gel vẽ hả? Nếu dùng gel top coat thì làm cách nào cho nó bền lâu? Nếu mà dùng gel top coat đó hả chị? Sau khi sơn cái này xong thì mình hơ đèn cho khô, xong rồi mình đi cái gel top coat để hơ đèn rồi hả? Cái gel em đang nói của Nail Job đó hả? Thì mình hơ đèn là nó xong rồi, nó giữ lâu rồi. Còn nếu mà dùng cái top coat số 4 của cái chai deep luôn á thì mình cũng sơn lên, mình sơn như bình thường thôi. Alex tới làm free mà sao dám nói. Đúng rồi Alex, nãy giờ em đang công là bạn giữa bàn chân thiên họ hạ, em đang ăn hiếp Ngân nè. Mọi người thấy giữa bàn dân thiên hạ mà còn như vậy, huống chi là đóng cửa tắt đèn. Không phải lên trên này chị mới dám ăn hiếp chứ, nhà ăn hiếp em giớt chị sao. Làm phim, làm free mà còn nhiều chuyện. Ai nói vậy? Chị nói cách làm gì mà trả lời thợ không thua câu nào. Rồi cái này thì em sẽ làm cái mẫu gì ta, cái vòng tròn hả, cái lá đi. Ở chị Bích Nguyễn hỏi nếu khách đòi tiền trường hợp này mấy chị giải quyết ra sao? Ngày mai chị, tối ngày mai 10 giờ giờ Florida, em mời cả nhà 400 mấy chục người đang trên live lên tình tự tối thứ tư. Mình sẽ có chương trình về chia sẻ về cái nội dung này. Rồi ngày mai anh chị nào mà muốn lên live để nói chuyện với em với chị Trisha á, để mà giống như là mình tình tự tối thứ tư mình tâm tình mà. Lên đó rồi mình có thể gọi phone vào để cho mọi người có thể đóng góp cái ý kiến của mình. Thì nhiều người thì mỗi người sẽ có một cái ý kiến khác nhau. Thì mình đưa ra đây không phải là mình bêu xấu cái gì hết, mà mình đưa ra để mình biết là sẽ đôi khi sẽ có những cái trường hợp nó xảy ra trong tiệm, mình sẽ xử lý nó như thế nào. Thường thường á, mà mình khách mà vô đưa mẫu design cho em á, cho chú sạc làm á, chú sạc lúc nào cũng định giá chứ. Ngồi thấy cái mẫu design họ đưa ra thì định giá nó ok. Dù cái bộ này rẻ như vậy thì thêm 30 đồng nữa có chịu không? Họ chịu rồi á thì chú sạc làm. Mà làm xong rồi thì cũng hơi là chua, giờ có khách không trả tiền á nha. Còn nếu mà có khách mà không trả tiền á thì không biết làm sao, chứ cắt móng tuổi ra quá. chưa bị trường hợp đó. Tí xíu nữa khách này mà không trả tiền cho em cũng cắt móng xong rồi em đuổi ra luôn nè. Hoàng Kim nói dễ, snowman đi ông già tuyết đi. Rồi ở đây xong rồi có ba cái trái như màu đỏ này em gắn lên cho chị chút sợ. Đang dễ chổi hả? cái chùm bông đó, cái hoa lì hả? Còn này là cái gì, bồ cào? Ông già tuyết dễ dẻ lắm. Ông già tuyết là cái rất là dễ dẻ. Em có cái cây chấm bi hai đầu. Rồi bây giờ thấy không, thấy mình chiều mọi người không, tay của Trisha nó không thèm hỏi mình muốn gì vậy, thấy mọi người kêu làm gì làm đó, thấy không?
Vậy là mọi người trả tiền chứ sao không trả tiền đâu nha. Trời ơi, mới hồi nãy nói là em muốn làm cái gì em làm. Rồi bây giờ quay lại không muốn trả tiền rồi cứ nói là làm theo mọi người chứ không làm theo ý Chúa Sà. Bây giờ màu ra đẹp quá nè. Cho em, cho xem máy về. Rồi Nào, con em sẽ quay cái bụng ở dưới. cho xem mẫu vẽ, mẫu vẽ và cọ vẽ đi chị ơi. Màu vẽ và thêm cái chấm tròn nhỏ ở trên nữa nha. Mấy cái mẫu này là mấy cái mẫu rất là đơn giản cho mùa Giáng sinh nha mấy anh chị. Cho nên em làm để cho Giáng mọi sinh nói vẽ người. ông già Noel đi kìa. Rồi Ngân đang vẽ. Nhà cái này snowman vậy ông già Noel. Rồi fishing for trường nói cho cục bột chị. Hả? Đọc không có dấu nguy hiểm lắm nha. Fishing for can be mean something else. Hi John Nguyễn. Ai chứ chị Chúa Sà là chỉ đọc ra something else thiệt á. John Nguyễn là bây giờ là Rồi shipping là bro bro luôn bây đó giờ mình sẽ nha. cho hơi đèn xong. Chị muốn ông già Noel quấn cái khăn màu gì? Màu hồng được không? Màu đỏ đi. Rồi cái nón thì màu đen. Bên này không có đỏ, thấy bên kia đỏ kỳ không? Rồi chấm Vậy ba chứ. cụm từ. Ba cục màu đỏ, ba cái trái đó màu đỏ. Hay là thôi em làm cái ba cái trái đó silver đi cho đi chung silver với mấy cái khác cho Yes, chị please, nha. please, please. Ok chị. Chị bạn của chị muốn một set nail gel art mà đang đợi thêm đồ để được free shipping. Gì hả chị? Vũ Nguyễn nói design 8 ngón vậy tính bao nhiêu tiền? Vũ ơi, hồi nãy giờ 8 ngón này á, giờ mình nói theo cái giá trong tiệm đi ha. Thì thường 2 ngón thì mình lấy 5 đồng. Mấy cái mẫu này là mấy mẫu đơn giản, 2 ngón mình lấy cỡ 5-6 đồng được rồi, đừng có lấy nhiều quá, người ta không có trả tiền. Không, cái này là Ngân nói thật nha, không có giỡn nha. 2 ngón này mẫu nào cũng đơn giản hết á, cho nên mình lấy cỡ 5 đồng 2 ngón được rồi. Rồi nếu mà làm 8 ngón thì mình cộng chung lại 2 ngón 5 đồng, rồi mình cộng hồi cái mình ra cái tổng mình có thể mình giảm cho họ vài đồng vậy đó. Thường thường mà làm 10 ngón là chỉ tính 20. Nếu mà được start basic 10 ngón là 20. Mà 2 đồng ngón. Vậy là mình giảm rồi đó, thường thường 5 đồng 2 ngón thì bây giờ mình làm 10 ngón thì tính 20. Cái hũ treo dễ cho bao nhiêu tiền hũ? Rồi ông già này đội cái nón màu đen nha. Ngày mai là Chấm tí 8 xíu tiếp. thôi. Rồi bây giờ cho ông già quấn cái khăn. Thảo hỏi câu hỏi về Jeep nè. Nếu như mà mình quét top của Jeep thì trước đó là phải bỏ active trước hả chị? Trước khi vẽ hả? Dạ vâng đúng rồi. Trước khi vẽ phải bỏ cái số 3 trước. Để một hồi nữa mình quét cái top lên nó khô. Chứ không thôi nó không khô. Rồi bây giờ em sẽ vẽ cái áo tròn. Cái trò khăn tròn dễ lắm. Chấm đốm ở đây, kéo ra cho nó dảnh lên là được rồi. Thanh Lê nói là mời vô nghe ai đòi chơi trò xấu nghe. Anh Thành là viết tiếng Việt không hiểu gì trơn. Anh Thành là nổi tiếng nhất sao chính tả mà chị. Hàng Thư Võ nói gắn ba hộp sàn. Đúng rồi, cho chị ba hộp màu trắng đây đi, Ok. ba hộp silver đây đi. Ồ, thấy ông già Noel của em ngầu không? Chấm Ồ, dành. anh Thành nói là mới vô nghe ai đòi chơi trò xấu nha. Trời ơi, chữ mới là anh ghi chữ mời. Tưởng đâu mời vô, mời mọi người vô coi chơi trò xấu. Nãy giờ mọi người coi liên tục mà. Nãy giờ coi chị Chúa Sà ăn hiếp em coi liên tục mà. Rồi bây giờ cái tay bên đây, trong khi đợi cái tay bên kia thì cái tay bên đây em sẽ ủa sao tự nhiên giờ bên đây chị không muốn ba hộp màu đỏ hả? Chị muốn ba cái hộp xoàn hả? Màu silver. Mà gì mình mới có học đồ màu về phải không? Mình mới có hộp màu về hồi chiều, nail shop có hộp màu đủ màu luôn, màu gì cũng có nhưng mà hiện giờ Ngân chưa có. Gì Tại kỳ vì hàng mới về em chưa có, giờ để clear chị đi. em mới được nhìn thôi chưa được sờ nữa. Vậy để clear cho chị đi. Rồi để em để clear cho chị. Ai cũng nói em vẽ Santa Claus à. Trời ơi, kêu Ngân vẽ ba, vẽ like vẽ đồ được chứ kêu vẽ ông già nên nó hình ra ông gì nữa. Rồi cái này là cái top coat mà mình chuẩn bị có nè.
xài được cho mọi thứ luôn. Ôi trời ơi, cái kim tuyến này nó đẹp hơn chiếc nhẫn 10 năm của người ấy rồi. Giận đó nha, cô trẻ rồi. Ngân có một xoàng màu của Ngân giống như màu đỏ màu xanh ư? Dạ đủ màu luôn chị, màu đẹp lắm mà hộp rất là sáng, hồi chiều em có nhìn thấy rồi. Nhưng mà ông chủ nói là giống như là thị rụng, thị bị bà để bà ngửi chứ bà không ăn, cho nhìn nó giống cho xài. Không bỏ hộp trước. Chưa cho xài. À em sẽ xài glue gel. Ok. chị Tamin Lee Nail hỏi là vậy bỏ số 3 trước khi đi rửa tay có được không? Nói tới vấn đề rửa tay ở đây sẵn em cũng chia sẻ luôn. Là nếu như mà mình làm lip á thì em cũng theo em á thì em sẽ không cho rửa tay. Mình cho rửa tay mà rửa sau cùng sau khi xong luôn á. Tại vì khi rửa tay nó sẽ làm cái bột chân của người ta bị ướt, thì nó cái khi mà quay lại mình bỏ top coat lên nó dễ bị loang, hoặc người ta xài xà bông mà mình không biết á, nhiều khi với lại trên cái đoạn đường họ đi rửa tay xong họ đi về, nhiều khi quét tóc, dán tóc lên cái nó đụng vào cái mặt, nó có cái oil nó dễ bị loang. Ok, có nhiều người yêu cầu cho cái hộp sàn 3 carat lên móng design của chị kìa. Chị có rồi. Chị Hương Nguyễn nói là bữa nào hai chị mình đóng cái vai mà khách không trả tiền, đóng kịch á. Không khách không trả tiền. Dạ. Dạ, anh Thanh Lê ơi. Anh Thanh Lê nói nãy giờ mới biết người bị gạt là Trisha, thấy chưa? Em nói em hiền mà bị ăn hiếp mà không chịu tin. Ồ vậy đó. Thấy chưa? Đây là có người binh chị, thấy chưa? Vậy là sao? Hiểu chết liền á. Vậy là như thế nào? Có bán một hộp hạt xoàng đủ màu sẵn không Ngân? Dạ có chị, một hộp của mình 24 màu luôn. Hình như là ngày mai là mình sẽ có trên Nail Job. Ngân cho chị số phone. Số phone của mình là 727-500. Chớ rồi số mấy 999 quên rồi. 5999. Thanh Lê ơi, nhắc bài em. 727-500 rồi 5999 hả? 727-900-5999. Chứ làm gì lộn hay sẽ đoán sai. Có bao giờ chọi số không phải ông xã gì còn không nhớ nữa. Số phải Nail Job nhớ cho ông giết chị chết á. Anh Thành Lê nói so beautiful Ngân ơi. Dạ em biết Ngân beautiful mà, anh khỏi khen. Dạ thank you, em đang run nãy giờ. Khách hàng cứ hâm heo hoài, em dễ mà em run gần chết. Vậy nếu rửa tay rồi mới bỏ số 3 lên được không chị? Rửa tay rồi bỏ số 3 lên. Dạ, cho khách hàng rửa tay bỏ số 3 lên cũng được chị. Cái đó là cái thông thường mình hay làm. Nhưng mà nó cũng, ý em nói là nó cũng nguy hiểm nếu mà họ đi mà họ đụng tóc tai của họ, nó dễ dính dầu này kia đó. Thì mình làm nó cái xác suất mà để mà hư làm lại thì nó sẽ dễ. Cho nên mình đừng cho khách đi rửa tay. Mình chùi cái tay của họ cho nó sạch, mình dùng acetone nha. Chú ý phần này, dùng acetone xếp miếng khăn giấy lại, chùi là nó sạch luôn mấy cái màu dính xung quanh cái cuticle. Rồi sau đó bỏ lại cái nước số 3. Nước số 3 xong rồi cái bắt đầu mình nước số 3 xong rồi bắt đầu mình cho nước số 4. Rồi, hàng thứ vỏ đó mình thì bóp xong vẫn cho rửa tay nhưng không xúc mà mình xịt alcohol cho khô ráo là cho top số 3, số 3. Cái gì chị? Rửa tay xong rồi xịt alcohol sạch sẽ rồi mới bỏ lớp số 3 lên. Chị hàng thứ vỏ nói như vậy. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ tới cái ngón này em làm cái gì ta? Chị muốn em làm gì trên ngón này? Giờ bí rồi phải không? Bí ý rồi mới hỏi thôi phải không? Chị làm một hồi em bị rối luôn, em không biết. Ý em nãy em có đầy đủ hết trơn mà chị chứ sao làm hồi em rối luôn. Bởi vậy khách hàng vô mà dễ thì em còn làm được, khách mà khó quá em không biết đường làm. Mình vừa vẽ, mình vừa minh họa, mình vừa nói chuyện minh họa cho mọi người tập vẽ theo. Dạ ok. Rồi bây giờ tới ngón này. Em sẽ minh họa. Minh họa là cái đứng dậy múa cho người ta coi mình làm cái gì để người ta đọc vậy. Ok, bên đây thì em sẽ làm là cái hồi nãy mọi người kêu em giống ông già Noel hả? Hả? Có bà già rồi giờ vậy. Oh, candy can hả? Ông già Noel, candy can. Oh, cái cây. Ok, em sẽ vẽ cái cây đó được. Cái cây đó là màu. Chị chứ sao không chịu candy can. Thôi đừng vẽ candy can, vẽ trái châu thì dễ thương hơn. Ok, vẽ trái châu màu trắng cho chị nha. Trái châu đi, nó đơn giản hơn. Rồi, em sẽ vẽ trái châu. Trái châu thì nó rất là dễ.
em sẽ quay cái vòng tròn nè. Cái cọ này nó ngắn lắm, cho nên mình vẽ vòng tròn dễ lắm. Rồi, đó một trái. Đây một trái. Và ở đây một trái. Ba trái thôi. Rồi em sẽ chấm vào trong cái này một tí xíu cái glitter loại mới của mình nè. Chấm vào trong đó một tí xíu để cho nó lấp lánh. Bên này một tí xíu. Cái này trong tiệm ai có sugar glitter cũng có thể xài được với cái mấy cái này nha. Mẫu design này. Mọi người thấy nó ra trái trâu. Rồi, bây giờ em sẽ đi thêm cái bỏ vô đèn cho nó khô tí xíu thôi chị. Em sẽ đi cái màu đen làm cái cọng râu để giữ trái trâu. Cái màu đen em cũng đi cái cọ nhỏ mà ngắn nè. Mình đi nhỏ xung quanh ở trên thì thôi. Như nó có cái chân của trái trâu á. Rồi, sẽ dùng cái màu trắng mỏng thôi, đi một đường mỏng thôi. Mỏng thì khi mà đi mỏng thì em sẽ xài cái đầu cây cọ thôi nha, không có xài cái mình nha. Kéo một đường càng mỏng càng tốt, tại mình không có muốn mà nó nhiều, nhìn nó thô quá đó. Rồi, mỏng manh thôi nha mấy anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái cây chấm bi, mình chấm. Chấm lên cái sợi dây này nè. Rồi mình đi những cái râu nhỏ xíu xung quanh. Ồ, nhiều người kia em vẽ con reindeer, con tuần lộc á. Và nhiều người kêu em viết chữ hô hô hô, thừa cơ hội đòi đòi đi chị. Đòi xong mốt nó không cho mình làm model nữa giờ. Cái tay chị chú xài hết móng rồi. Trang Tăng ơi, mình không cứ clean cọ vẽ bằng acetone hoặc alcohol nha. Thường thường sau khi vẽ rồi, xong bây giờ mình sẽ cho hơi đèn. Mình để luôn cái mực trong đó để giữ cái cọ mình được độ ẩm. Rồi mình lấy dạ, mình xài rồi. Là mình cứ lấy giấy mình chùi thôi chứ không để cái cây cọ y nguyên vậy nè. Cất vô. Chùi cái miệng của nó cho nó đừng cho nó sạch sẽ tí xíu thôi. Nhưng mà để cái lông cọ y nguyên vậy nè. Chúc Nguyễn nói chị Ngân làm tay đẹp cho khách, con tay chị nhìn tàn quá đi. Trời đó, vậy mà nãy còn đổ cái chai glue lên, bây giờ nó khô, tối nay em phải ngồi em bóc cái chai glue sáng đêm nữa. Móng của Ngân dạo này Ngân tháo ra rồi. Chị Hương cứ sợ em bịt hoài, chị Hương cứ nói là phải lót cửa lại, sợ em bịt tiền hoài à. Trời em thương chị ghê á, chị mà làm chung tiệm với em là em ngồi kế chị. Alex nó đẹp quá đi thôi, chém 100 đồng. Em nợ Ngân nhiều lắm anh Alex ơi. Nhưng mà không biết chừng nào mới trả đây. Cứ thấy cổng sổ hoài, sổ càng ngày càng dày mà không thấy tiền đâu. Chị ơi, trái châu tiếng Anh gọi là trái châu gọi là ornament em. Rồi mình sơn thấp khót nha, cái này em sơn thấp khót. Em hết móng rồi, tháo móng ra làm bộ mới em. Có nhiều người ngồi trên này coi nè. Mọi người thấy cái glitter này nó sáng không? Cái glitter này rất là sáng luôn á. Để coi tối nay, tí nữa em về em kiểm tra coi cái glitter này nó có trên website mình hay chưa nha. Mấy cái này mà mình làm cho dịp Giáng sinh này là coi như hốt bạc đó nha mấy anh chị. Đỉnh quá
về mấy cái diamond cho chị coi. Ờ còn thiếu ba cái hộp sòn. Trời ơi thiếu có mấy cái hộp mà đòi hoài vậy đó. Trời nó hộp, em mong mỗi hộp nhìn giống như là đang ba cái em chổi. Sẽ xài ba cái hộp số 8 nha. Em xài 3 size à, 5, 8 với 16. Nhiều người hỏi em, nhiều anh chị hỏi hỏi em chứ Ngân xài bao nhiêu size. Thì có rất là nhiều hộp xoàn, có rất là nhiều size. Nhưng mà mình không có cần phải xài nhiều. Mình xài đúng 3 size là được rồi. Là nó đủ cho mình design rồi, chứ không phải gì mua nhiều quá đó. Nhiều khi để nó tùm lum mà mình không, cũng không có xài hết đâu. Snowman là mốt là Ngân phải vẽ snow dưới chân nha, chứ snowman mà đứng trên không thì không có snow gì hết vậy. Bay. Lúc mà snowman đang bay á. Hôm nay chú xài gạo Ngân rồi. Rồi, cái này là cái glue gel nha. Hồi sáng có một chị hỏi em là chị thấy em nhiều khi em sơn thớp rồi em mới bỏ glue gel. Rồi nhiều khi em bỏ glue gel rồi em mới sơn thớp. Thì cách nào là đúng? Dạ cách nào cũng đúng hết. Tại vì cái glue gel này bản thân của nó không cần chùi, cho nên mình bỏ lên rồi mình sơn thớp lên cũng được. Hoặc là mình sơn thớp xong rồi mình làm design, rồi mình hơ đèn là nó cũng khô rồi, nó không cần chùi. Mà cái loại này nó dính rất là chắc. Có một chị khách của Nail Job, hầu như là điện em hàng tuần. Tại mình là 9005999 luôn. Dạ. Hầu như là gọi em hàng tuần. Chừng nào Nail Job có size lớn của glue gel, một ngày chị xài một hộp. Thì tiệm chỉ đông quá đó, ngày xài một hộp. Mà tới cái size lớn thì mình đợi hoài chưa có, tới cuối tuần này mới có. Alex hỏi mà Ngân đang xài dip hiệu nào vậy? Ngân đang xài dip của Nail Job chuẩn bị ra, Alex. Cái dip của mình ra là gọi là 4 dip luôn. Là mình có thể xài dip là chính nè. Tại vì cái pigment của nó rất là mịn, rất là đẹp. Rồi đắp bột nè, rồi rắc nè, ombre and cái dễ truy đi là được hết luôn. Như Phạm hỏi chị ơi sao không phải xài số 4 hả chị? Sao lại xài top coat gel vậy chị? Dạ vâng, cái top coat cái số 4 của mình á, thì mấy anh chị có thể sau này khi mà dip dip của Nail Job ra mình có thể xài số 4 cũng được, không thì mình xài cái gel. Tại cái gel này nãy em có nói đó là cái gel mà đặc biệt dành cho tất cả các loại luôn, trên dip luôn. Thì như vậy mình tiết kiệm thời gian rất là nhiều mà không có bị cái vấn đề mà tại sao top coat không bóng. Là cái vấn đề đó là mình khắc phục được hoàn toàn luôn. Mà cái top coat nó rất là bóng, nó giữ mấy tuần luôn mà nó vẫn không có bị mờ. Tom Jerry hỏi là cho em hỏi mình xài gel builder thay cho glue gel được không chị? Cái gel builder thay cho glue gel xài được chứ không được, nhưng mà nó dính không có chắc bằng. Hồi trước Ngân cũng có làm cái đó đó. Nó chảy nữa. Có cho khách coi thì nó cũng chảy, nó nếu mà mình làm mà mình gắn lâu á nó sẽ bị chảy, nó bị chảy cái hột quang bên. Còn cái glue gel này là để đâu nằm đó, không có dám chảy. Rồi để em lấy cái bộ lông này ra cho mọi người coi cái bộ móng chị Trúc Xà. Đây cái bảng màu của mình để cho mấy anh chị coi bảng màu của Dripping. Tên top coat của mình là gì vậy? Của mình sẽ là Journal Top Coat, tên của công ty. Cái chai top coat mình có tên mà. Crystal Top. Crystal Top rơi lộn. Có cần bỏ bi trước khi bỏ top không Ngân? Mọi người thấy cái bộ mông không? Cuối cùng ra nhìn cũng không tệ đúng không? Cái màu hả? Xanh này cuối cùng. Dạ vậy chị chút xài cho mọi người coi bộ màu xanh mà chị đưa cho em đi, để minh oan cho em đi. Và đây là cái bảng màu của mình, em sẽ cho mấy anh chị coi sơ qua cái bảng màu của mình, Mita, bảng màu deep của mình luôn. Cảm ơn hai chị, nhờ hai chị mà Mita học được nhiều mẫu mới. Ở trên đây là nguyên một cái hàng màu tím của mình. Coi xong mọi người nói trời sao không giống hình màu xanh nè. Có rất là nhiều màu đẹp nha. Màu vàng em mê nhất là cái like cuối cùng từ những cái màu xanh lá đó. Năm nay là thịnh hành mấy cái màu xanh lá tới màu vàng nè. Rồi ở bên đây là nguyên cái collection glitter. Cái này bên ngoài cái glitter nó nhìn sáng hơn nhiều lắm. Cái mà em đang làm trên tay chị Xuất Xà đó. Và cái bảng màu này sẽ có trên Nail Job shop để cho mấy anh chị có thể order.
Đây cái mẫu mà chú Sa đòi ngân rẻ này, nhìn này với này đẹp hơn nhiều, cái này đẹp lộng lẫy hơn nhiều. Rồi chú Sa thích nhẹ nhàng mà ngân nó chơi lộng lẫy luôn. Mọi người thích cái mẫu nào? Chứ cái này nổi hơn nhiều. Chị bị ngân dụ hoài à. Rồi mọi người để ý nha, làm xong á là mình phải khen, ồ móng đẹp quá, mình khen vậy đó, khách họ khớp mà không có chê được. Tại nhiều khi mình làm mà mình xong mình không khen cái họ có cơ hội họ chê, mình tới đó mình khen không được. Bởi vì em mà em làm mà tới cái bước mà khách rửa tay là em đã ngồi em khen rồi, em nói trời cái tay chưa gì chân là đã đẹp rồi, chưa sơn chưa design là đã đẹp rồi, họ không có cơ hội để chê. Chê cũng ngại đó đúng không? Ta đang khen đẹp mà tự nhiên mình chê thấy kỳ thấy mồ. Ngày mai là Trisha với Ngân sẽ live về những cái trường hợp khách mà không thích hay là kiếm chuyện hay là làm xong rồi trả tiền rồi đòi tiền lại hay gì đó. Ngày mai mọi người lên tám cùng Ngân với Trisha nha. Ai có ý kiến gì hay thì cứ gọi thẳng vô Nail Job để ngày mai mình có thể tâm sự ngày mai những cái vấn đề ở tiệm của mình. Với chưa có người nói là em thích cái tay, cái màu trên tay chị Trisha hơn. Đương nhiên rồi, chị chọn mà. Như vậy là đủ lấy tiền rồi, mọi người khen là được rồi. Hỏi họ chưa kịp trả lời mình nói giùm luôn. Đúng rồi chị, mình không có cần phải đợi khách hỏi khách ơi mày thấy tay mày đẹp không, thích không, làm xong là oh so nice, đẹp quá trời đẹp, I love it. Vậy là họ không có nói gì được, họ không có dám chê đâu. Như nãy giờ em khen quá trời, chị Trisha đâu có dám chê, ngại lắm sao mở miệng đó chê được phải không. Rồi hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai nha. Tối nay em chị Trisha giỡn quá trời cho mấy anh chị vui. Cho em coi được không, em chụp hình ra để Trisha Ngân sẽ chụp hình lên rồi bỏ lên Facebook cho mọi người nha. Trả tiền đi, chị Hương nãy giờ cứ đè em đòi tiền mà chị Hương. Mai em sẽ nói chị Hương biết là chị Trisha có trả tiền thì không có hay không nha. Không trả là chị em mua vé máy bay cho chị qua bên đây đi đòi tiền giùm em ha. Em bị ép ngồi đây làm á chị, giờ này là em nằm ở nhà với chồng con rồi á chị. Rồi good night mọi người. Mọi người trả tiền đi. Rồi bye bye. I don't like it, I wanna take off. You need to remove it. Just, I need to remove it, I don't like this at all. This is not what I'm asking for. I asked for something else, I don't like it. Okay. Giờ này là không khen nữa. Giờ bye bye cả nhà. Good night everyone.